Xin chào mọi người nha, hôm nay em sẽ like gốm. Mọi người đang xem thì cho em xin một lượt chấm và một lượt chia sẻ nha mọi người. Có nhiều hàng đẹp nha mọi người. Mọi người cần gì hay là thích gì thì có thể comment nha, em sẽ like cho mọi người nha. Rồi. Mọi người chia sẻ livestream nha, em bắt đầu like luôn nha mọi người. Nhiều hàng đẹp xuất sắc luôn. Rồi cho mọi người dễ đi. Rồi trước tiên em có một cái tô này. Đường kính của tô này là 14,5cm, chiều cao là 8cm. Cái này em bán với giá là 25.000 một cái thôi. Mọi người lấy thì comment cho mã 259 nha. Tô nhở nha mọi người. 25.000 một cái, mã 259. Mới nguyên chứ rất là trắng. Rồi tiếp theo cái tô men chảy. Đường kính của nó là 13cm, chiều cao là 6cm. Cái này em bán với giá là 28.000. Mọi người lấy thì comment 28.000, mọi người lấy thì comment cho em mã 280 nha. Chị Lam Anh hôm nay chỉ khui 3 thùng hàng để xuất xuất nhà em. Rồi, em cảm ơn chị Lam Anh nha. Chào chị Cari. Cái này là 280 này. 280 chốt. Sao em không có? Không có ấy. 280 em chốt cho chị Cari. Em có hai cái điện nhỏ chén chấm như thế này. Đường kính của nó là 10cm thôi, hai cái 20.000, mọi người lấy thì comment cho em mã 200 nha, 200 cả hai cái nha. Em không thấy comment của anh Cường ấy. Rồi ok, em sẽ lên nha. Rồi tổng chén 2 giờ này. Em có 5 cái chén to như thế này nha mọi người. Cái này dùng để chén cơm được nhưng mà thực ra nó to hơn chén cơm một chút ý. Hạt tiết giống nhau. Đường kính của nó là 11,5cm, chiều cao là 6cm. Rất là dày, chất men rất là dày và còn mới nguyên nha. Cái này em bán với giá là 250.000, mọi người lấy thì comment cho em mã 250 nha. Em bán cả 5 cái luôn nha mọi người. 250.000. Bán người xếp cả 5 cái luôn. Và tiết giống nhau vẻ vàng nha. Chất rất là dày. Chén hoa trắng xứ phát. Đây hai cái chén cơm xứ phát này. Bên ngoài có hoa tiết hoa nha. Còn rất là mới nha, 250 cho chị Cari. Đường kính của nó là 12,5cm, chiều cao là 6. Nó là chén cơm, miệng của nó hơi bẻ ra. Rồi cặp chén cơm này giá là 80.000, mọi người lấy thì comment cho em mã 800 nha. 80.000 cặp này, mọi người lấy thì comment cho em mã 800, còn mới nguyên nha, sử pháp nha mọi người, 800.
một thủy tinh màu nâu. Tinh màu nâu đâu? À, cái nồi, ok. Có giá chứ? Rồi chờ em tích chiếc giá tí rồi em lên like nha. Rồi em tiếp theo là hai quai này, đường chiều dài của nó là 19 cm tính cả quai, đường kính bề ngang là 14 cm, chiều cao là 5, nó hơi méo mó nha mọi người. Rồi cái này em bán với giá là 50.000, mọi người lấy thì comment cho em mã 500 nha, 50.000 mã 500 nha, 50.000 mã 500, 80 chốt cho anh Quang Lê. Là không không này. Tôn nâu 1 giờ. Rồi cái này là một cái tôn nhở nữa. Đường kính của nó là 14 cm, chiều cao là 7 cm nha. Cái này em bán với giá là 30.000, mọi người lấy thì comment cho em mã 301 này, 30.000 mã 301 này. 30.000 mã 301. Còn rất là mới. Chào cho em check giá em like cho mọi người. 50 à, ok. Rồi tiếp theo hai cái này. Đường kính của nó là 11 cm, chiều cao là 4 cm. 301 cho chị Lâm Anh. Cái này em bán với giá là 18.000 một cái, em có hai cái, mà người lấy thì comment cho em mã 189 nha, em có hai cái nha. 18.000 một cái, mã 189. Tiếp theo em có hai cái điệp vuông. Hình chữ nhật chứ. Chiều dài của nó là 20 cm, chiều ngang là 13. Có cái ngăn để mình bỏ đồ chấm đó. 60.000 một cái, mọi người lấy thì comment cho em mã 602 nha, em có hai cái nha mọi người, còn rất là mới nha. 60.000 một cái, mã 602. Tiếp tục em có hai cái chén cơm hình hoạt hình nha, một cái Doraemon và một cái gì đấy em không biết luôn. Hai cái 40.000, mọi người lấy thì comment cho em mã 401 này, 401 cả hai cái nha. Rồi tiếp tục là cái chén cơm này. Đường kính của nó là 12 cm, chiều cao là 6 cm. 30.000 cái này, mọi người lấy thì comment cho em mã 30 nha. 30.000 mã 30. Một cái chén cơm. Đây. Giá là 20.000, mọi người lấy thì comment cho em mã 200 này. Có giá chưa? Rồi 401 em cho chị Hồng Quân Lê. Ok nha mọi người nha, em đang tí em lên chảo liền. Cái này một thú vuông, cành của nó là 10 cm, chiều cao là 6 cm nha. Cái này giá là 40.000 luôn, mọi người lấy thì comment cho em mã 40 nha mọi người. 40.000 mã 40 nha. Rồi em lên một cái. Cái đĩa này là đĩa con giáp nha, con hổ nha. Năm 1986. Đường kính của nó là 23 cm. Nó vừa vừa thôi, mình trưng nhà nào tuổi hổ thì trưng cái này trong nhà. Cái này em bán với giá là 120.000, mọi người lấy thì comment cho em mã 120 này. 120.000 mã 120 nha, còn rất là mới nha mọi người. Việt còn mới nguyên. 120.000 mã 120 này. Giờ cái nâu chờ tí em check giá rồi em like luôn nha mọi người. Đi nâu là cái này. Rồi chào chị Ngọc Loan, chào chị Trang Trần. Rồi cái ly có quai, đường kính là 7 cm, chiều cao là 13 cm nha. Hoạt tiết men của nó rất là đẹp, nhưng mà tiếc là nó bị mẻ một chút trên này rồi ấy. Em bán với giá là 50.000, mọi người lấy thì comment cho em mã 50 này. 50.000 mã 50 nha. Hoạt tiết nó rất là đẹp, mình dùng trưng cũng được nha mọi người.
ấm xanh hoa, ấm xanh hoa này. Nồi đất to có nha dì ơi. Ấm xanh hoa còn rất là mới luôn nha mọi người, mới tinh, trên này cũng có mới. Đường kính của nó là 8, đường kính miệng của nó là 8 cm, chiều cao là 10 cm, đường kính dài tầm 16 cm. Bên trong là lọc gốm nha mọi người. Bên truyền phía dưới này, phía dưới nắp. Rồi ấm hoa này em bán với giá là 250.000, mọi người lấy thì comment cho em mã 250 này. 250.000 mã 250 này. 50 chốt cho chị Trang Trần. Một cái đĩa vàng hình con thỏ. 250.000 nha chị Ngọc Loan. Đường kính của nó là 16 cm nha. Rồi cái này em bán với giá là 20.000 thôi. Mọi người lấy thì comment cho mã 201. 20.000 mã 201 nha mọi người. 20.000 mã 201 nha. 3 cái ly to làm chén cơm cũng được nha mọi người. Ly siêu to. Rồi đường kính của nó là 10 cm, chiều cao là 7 cm. Em bán với giá là 25.000 một cái. Mọi người lấy thì comment cho em mã 253 nha. 25.000 một cái, mã 253. Em có 3 cái nha mọi người. Xếp 5 cái đĩa hoạt tiết đơn giản thôi. Đường kính của nó là 15,5 cm. Một cái em bán với giá là 20.000, em có 5 cái. Mọi người lấy thì comment cho mã 205 nha. 20.000 mã 205, em có 5 cái còn rất là mới nha mọi người. Đây em có 3 cái điểm mộc này, men ngọc. Cành của nó là 14 cm. Nó hơi sâu lỏng nha mọi người. Còn rất là mới. Sâu lỏng. Giá là 40.000 một cái men ràn nha. 40.000 một cái, em có 3 cái. Mọi người lấy thì comment cho em mã 403 lo xế, ok. 403 nha mọi người. 40.000 một cái, mã 403 này. 3 cái. Một cái ly mộc. Đường kính của nó là 9 cm, chiều cao là 8 cm. Một cái em bán với giá là 22.000, mọi người lấy đi comment cho mã 220. 22.000 một cái, mã 220. Chờ một chút là có giá nha mọi người. Một cái ly màu hồng, bên trong nó bị gì mà nó lên đen. Mọi người mua về trồng cây em bán rẻ nha. Đường kính của nó 8, chiều cao là 9 cm. Giá là 15.000 thôi, mọi người lấy thì comment cho em mã 150 này. 220 chốt cho chị Cinnamon Trần. Rồi tiếp theo nha. Rồi ok, có giá rồi nha mọi người. Có giá rồi. Đường kính của cái này là 25 cm, nhưng mà nó chiều dài của nó là 39 cm. Có tiền mộc đầy đủ, nó còn mới nguyên nha. Của hãng Bison. Hôm trước có cả nồi nhưng mà giờ đã bán nồi của Pháp nha mọi người. Đây. Rồi cái này em bán với giá 180.000, mọi người lấy thì comment cho em mã 189 nha. 180.000 mã 189 này. Còn mới nguyên nha mọi người, thủy tinh Pháp. Rồi mọi người có hỏi gì nữa không ta, giờ em có giá rồi. Rồi 189 em chốt cho chị Việt Anh Nguyễn thì ơ à, đâu. 189 em chốt cho anh Cường Nguyễn. Rồi lò hoa này. Cái này đường kính miệng của nó là 13 cm, chiều cao là 13 cm luôn. Nó thấp, nó vừa vừa nhưng mà nó to. Rồi cái này em bán với giá là
150.000, mọi người lấy thì comment cho em mã 150 nha. 150.000 mã 150 nha mọi người. Cái này là thủy tinh. 150.000 mã 1. À, nó bị mẻ rồi. Nó bị mẻ trên này rồi mọi người nha. Em sale còn 100.000 thôi, mọi người lấy thì comment cho em mã 100 nha. Rồi tiếp tục với cái này. Đĩa này đường kính của nó là 18,5 cm. Cái này em bán với giá là 25.000, mọi người lấy thì comment cho em mã 250 này, 25.000 mã 250 này. Ờ, bên em thì bày lên nên là ai comment trước em sẽ chốt cho người đó nha chị Việt Anh. Tại từ trước giờ như thế. Này mọi người hỏi nhiều lắm mà do em chưa check giá được ấy. Rồi một cái chén cơm nữa, giá là 30.000, mọi người lấy thì comment cho mã 30. 30.000 mã 30 này, chén cơm dáng đường kính của nó là 11 cm, chiều cao là 5 cm. 30.000 mã 30. Tiếp tục là hai cái chén cơm. Đường kính của nó là 10 cm, chiều cao là 5 cm. Một cái em bán với giá là 20.000, mọi người lấy thì comment cho mã 201 nha, em có hai cái nha. 20.000 một cái mã 201. Rồi tiếp tục với cái này nha. Đường kính của nó là 11 cm, chiều cao là 7 cm nha. Hoạt tiết hoạt hình KFC. 25.000 một cái, mọi người lấy thì comment cho em mã 259. 25.000 một cái mã 259. Ờ, chị Việt Anh ơi, nếu mà có gì có thêm thì em nhắn tin cho nha. Chứ giờ ai comment trước là em chốt cho người đấy à. Em tiếp tục lên ba cái này. Rồi chiều dài của nó là 13,5 cm. Một cái em bán với giá 15.000, mọi người lấy thì comment cho em mã 153 nha. Em có 3 cái nha. 153 em có 3 cái nha mọi người. Số lọc to vuông sọc trắng kem hướng 3 giờ. Rồi cái này đường kính của nó là 18 cm, chiều cao là 9 cm nha. Bên dưới đây nó giống của Hagi ấy, nhưng mà bên trong men của nó bị ố rồi nha mọi người. Rồi cái này bị ố nên là em sale còn 50.000 thôi, mọi người lấy thì comment cho em 50 luôn, 50.000 mã 50 nha. Rồi 153 chốt cho chị Hoàng Quân Lê. Năm mươi chốt cho chị Cinnamon Trần. Vậy cho chị đi đi. Giờ nếu mà có thêm thì em sẽ nhắn tin nha chị Việt Anh. Tiếp theo em có 4 cái điểm mộc như thế này. Chiều dài của nó là 15 cm, chiều ngang của nó là 13 cm. Nó hơi sâu lòng một chút. Em có 4 cái thôi. Giá là 35.000 một cái. Mọi người lấy thì comment cho mã 352 nha. Mấy cái nứt nứt này là kiểu của nó như thế luôn nha mọi người. Men rán ấy. 35.000 một cái, mã 352 em có 4 cái. Đấy, rất là mộc luôn. Một cái đĩa giống như sứ Pháp mọi nha mọi người. Đường kính của nó là 26 cm, nhưng mà em bán rẻ thôi. Rồi, giá là 50.000, mọi người lấy đi comment cho mã 501 này. 50.000 mã 501 nha. Sứ này rất là bền. 50.000 mã 501. Rồi tiếp theo em có cái chén cơm mộc này. Đường kính của nó là 11 cm, chiều cao là 6 cm. Giá là 20.000, mọi người lấy thì comment cho em mã 20 này. 20.000 mã 20 này. Thank you.
hai cái tô to. Đường kính của nó là 17cm, chiều cao là 6cm. Một cái em bán với giá 50.000 thôi, mọi người lấy thì comment cho mã 502 nha, còn rất là mới nha, trắng đen. 50.000 mã 502 nha mọi người. Mới tinh. Hai cái đĩa ăn một cái thôi. Mộc mộc. Chiều dài của nó là 14cm. Rồi cái này em bán với giá là 25.000, mọi người lấy thì comment cho mã 256 này. 25.000 mã 256 này. 20 cho chị, cho anh Tuấn Đinh. Rồi cái này chiều dài của nó là 13cm. Cái này là 20.000, mọi người lấy thì comment cho mã 201 nha. 20.000 mã 201. Chúng ta giá thôi. Cặp chén lẩu ăn lẩu đường hoa cúc, đường kính của nó là 12cm, chiều cao là 4cm. 25.000 một cái, mọi người lấy đi comment cho mã 252 nha. 25.000 một cái mã 252 nha mọi người. Em có hai cái. Mọi người có cần nồi không, để em lên nồi luôn cho. Rồi, hai cái đĩa này men nhìn nó rất là thích. Đường kính của nó là 20cm, màu tím. Rồi một cái em bán với giá 40.000 nha, Make in China nha mọi người. Ơ đâu phải đâu. 40.000 một cái nha mọi người, em có hai cái, mọi người lấy thì comment cho mã 402 nha. Em có hai cái nha. Còn mới nha mọi người. Một cái chén màu cam này, chén chấm. Cái này to hơn, đường kính là 8cm, hai cái này bằng nhau này. Đường kính của nó cũng là 8cm luôn. Rồi ba cái này em bán combo luôn. Combo ba cái này em bán với giá là 40.000, mọi người lấy thì comment cho mã 40 này, 40.000 cả ba cái nha. Mã 40. Rồi ok em lên nồi nha. Nồi to nha mọi người. Đường kính bên ngoài của nó là 25,5cm nha mọi người. Chiều cao của nó là 13cm. Còn đường kính phía trong của nó là 20cm nha. Đây mọi người nhìn kỹ nha. Nó còn rất là mới nha mọi người. Mấy cái vết đen đen này là vết bẩn thôi nha. Mọi người chỉ là ra. Nhưng mà bên dưới nó hơi bị ràn ấy. Dưới đít nồi á. Nó hơi bị ràn chút. Nhìn kỹ không nhỉ? Họa tiết bên ngoài như thế này. Em sẽ sale dễ rẻ cái đồ này nha mọi người. Này bình thường chắc là phải bán 400-500 đấy. Em sale nồi này với giá là 290.000 nha mọi người. Mọi người lấy cái comment cho mã 291. 290.000 mã 291 nha. Này là em sale dữ lắm chứ nồi to này bình thường phải 400-500.000 nha mọi người. Mà bên dưới nó bị rắn, nó không ảnh hưởng gì đâu. Nó nhẹ nhẹ thôi. Trông chén mộc hướng 2 giờ. Rồi cái này, đường kính của nó là 11cm, chiều cao của nó là 5cm nha. 20.000 một cái, nó không phải mộc nha mọi người. 20.000 một cái, mọi người lấy đi comment cho mã 203. Em có 3 cái, 20.000 một cái mã 203 rồi 291 cho anh Tuấn Đinh nha. Cái này là chén cơm. Chén cơm 30.000, mọi người lấy thì comment cho em mã 30. Kích thước chén cơm thì nó cũng tương tương nhau ấy. Đường kính là 11cm, chiều cao là 5 nha. Nó rất là dày nha mọi người. Rồi cái này đó. Chén hoa tiết nho. Đường kính của nó là 12cm, chiều cao là 6cm. Hoa tiết rất là xinh. Rồi cái này em bán với giá là 25.000, mọi người lấy thì comment cho em mã 25 này. 25.000 phía dưới có chuyện còn mới, 25.000 mà 25. Mọi người có ai hỏi gì nữa không? Em lên cặp này nha mọi người. Rồi 25 cho chị Tari. Cái này là một cặp chén đôi. Chén cơm đôi với ly đôi luôn. Rồi
Đường kính của ly là 7cm, chiều cao là 8cm. Đường kính của chén là 11cm, chiều cao là 7cm nha. Nó là một cặp nha. Đây. Một cái màu xanh, một cái màu đỏ nha mọi người. Nhìn hoạt tiết nha, mới nguyên nha mọi người. Có truyền phía dưới bên trong. Rồi. Phu thuê này em bán với giá là 250.000 nha mọi người. Mọi người lấy thì comment cho em á. 250.000 cả 4 món phu thuê này nha mọi người. Mọi người lấy thì comment cho em á. 250 nha. 250.000 má 250. Hai chén hướng 1 giờ. Rồi em có một cái cối to nha mọi người. Đường kính của nó là 18cm, chiều cao là 9cm. Cối. Bên ngoài có hoa tiết, cây, cà rốt, bắp, cà. Cối này em bán với giá là 80.000 thôi. Mọi người lấy thì comment cho má 801, 80.000 má 801 nha. 80.000 má 801. Hoa tiết xinh xinh dễ thương. Nhiều hoa tiết nha. 801 này. Hai chén có miệng rót ra. Đường kính của nó là 8cm, chiều cao là 5cm. Rồi một cái em bán với giá là 15.000 thôi. Mọi người lấy thì comment cho má 152 nha. 15.000 một cái má 152 nha. 15.000 một cái má 152. Em có hai cái. Rồi tiếp theo. Rồi tiếp theo em có một cái bình hoa nha. Bình hoa à, bình mẹ. Đường kính của nó là 4cm, chiều cao của nó là 13cm nha. Bên dưới này nó bình mẹ, phía dưới này nha. Em sale này. Rồi em sale cái bình này còn 50.000 thôi. Mọi người lấy comment trên mã 501 này. Bị mẹ phía dưới này nha. Bên trên không thấy gì đâu. 50.000 má 501 này. Để cắm hoa. Một cái chậu bông. Đường kính là 9cm, chiều cao là 6cm, chưa tính nắp nha. Rồi giá là 40.000 một cái. Mọi người lấy thì comment cho em má 402 nha. 40.000 một cái má 402 nha. Hai cái chén như thế này. Đường kính của nó là 11cm, chiều cao là 5cm nha. Hai cái chén nho đơn giản. Một cái 15.000 mọi người lấy thì comment cho em má 15 này. Em có hai cái nha. 15.000 một cái má 15, em có hai cái. Mọi người thích gì hay cần gì thì comment em lên cho mọi người nha. Không biết lên gì nữa. Một cái tô đường kính của nó là 13cm, chiều cao là 6cm. Rồi cái này em bán với giá là 25.000 thôi. Mọi người lấy đi comment cho má 251 này. 25.000 má 251 này. Cái này chắc để dùng gạt tàng thuốc ấy. Hay là mình trồng cây cũng được nha. Đây cái mặt rồi mình trồng phía trên thành cái tóc nữa là xinh. Rồi chiều dài của nó là 12cm, chiều cao thấp nhất của nó tầm 6cm. Rồi cái này em bán với giá là 50.000 nha mọi người. 50.000. Mọi người lấy thì comment cho má 501 này. 50.000 má 501 nha. Trồng cây nha. Xin xin. Có chưa? Bắt cái ông này. Rồi chờ tí em trích giá nha anh Cường. Rồi chế cơm này này. Đường kính của nó là 12cm, chiều cao là 7cm nha mọi người. Cái này em bán với giá là 25.000 một cái. Mọi người lấy đi comment cho em má 250 này. 25.000 má 250 này. Em có 3 cái cối nhỏ nhỏ xinh. Cái này hơi bẩn.
hai cái này nha mọi người, 20.000 một cái, mọi người lấy đi comment cho mã 202 nha. Đường kính của nó là 10 cm, chiều cao là 4 cm, 20.000 một cái. Mã 202 em có hai cái. Rồi hai cái ly mộc như thế này, 20.000 một cái luôn, mọi người lấy đi comment cho mã 20, em có hai cái luôn nha mọi người. 20.000 một cái mã 20. Men nó ràn, men ràn, ràn cái lớp men phía ngoài. Rồi em tiếp tục nha. Cặp tô này đường kính của nó là 18 cm, chiều cao là 5 cm. Cặp tô này em bán với giá là 35.000 một cái nha, siêu rẻ luôn nha mọi người. 35.000 một cái, mọi người lấy thì comment cho mã 35, em có hai cái. 35.000 một cái mã 35 nha. Rồi cái này đường kính của nó là 12 cm, chiều cao là 4 cm, giá là 20.000, mọi người lấy thì comment cho mã 20 này, 4 màu này, 20.000 mã 20.000. Mọi người ơi có cần gì không comment đi để cho em lên cho. Rồi cái này đường kính của cái này là 13 cm, chiều cao là 5 cm, em bán cái này với giá 25.000 một cái nha mọi người. Mọi người lấy thì comment cho mã 251 này, 25.000 một cái mã 251, họa tiết rất là sắc sảo luôn. Một cái màu hồng, một cái đĩa màu hồng, đường kính của nó là 20 cm nhé, dưới không có gì. Rồi 35.000 một cái, mọi người lấy thì comment cho mã 352 nha. 35.000 một cái mã 352. Rồi cái này có quai nhưng mà bị nứt rồi, nó bị nứt ở một đường như thế này. Mọi người lấy về trồng cây thì comment cho em mã tặng nha, em tặng cho mọi người nha. Một cặp đĩa sâu lòng, đường kính của nó là 15 cm, hoa tiết xoắn xoắn, 22.000 một cái, mọi người lấy thì comment cho em mã 222, em có hai cái. 22.000 một cái mã 222, em có hai cái nha. Đĩa to nha mọi người, đường kính của cái đĩa to này là 28 cm, vẻ vàng mới nguyên nha. Đây mọi người coi đi, viền vàng cũng mới nguyên luôn. 200.000 cái này, mọi người lấy đi comment cho mã 201 này, 200.000 mã 201 nha, cực mới luôn, để trái cây đẹp. Tặng cho anh Tuấn đi. Chén cam em có 4 cái, đường kính của nó là 10 cm, chiều cao là 5-6 cm, giá là 15.000 một cái nha, em có 4 cái nha. Mình dùng chén cơm hay là chén chè cũng được nha mọi người, ăn kem cũng được đấy. 15.000 một cái mã 154, em có 4 cái. Set
ba cái đĩa vuông. Đường kính của nó là 13cm. Một cái em bán với giá là 30.000. Mọi người lấy đi comment cho em mã 301 này. 30.000 một cái, mã 301. Em có 3 cái nha. Rồi một cái đĩa chấm mộc 20.000, mọi người lấy thì comment cho em mã 20. Chiều dài của nó là 12cm, 20.000 mã 20 này. Bên dưới 20.000 mã 20. Em có 5 cái. Đĩa này là đĩa pha lê nha mọi người. Có ánh men xà cừ này. Mọi người nhìn xuất sắc chưa? Họa tiết nó rất là sắc nét và chi tiết nha. Đường kính của cái này là 19cm, nó hơi sâu lòng một chút. Rồi em bán với giá là 80.000 một cái, em có 5 cái. Mọi người lấy thì comment cho em mã 805 nha, em có 5 cái nha. Đây mọi người, hoa cẩm tú cầu đúng không? 80.000 một cái, mã 805, em có 5 cái này. Rồi cái khay trắng này, khay hình thoi. Kích thước của nó là 41cm. Kích thước bề ngang của nó là 26cm. Rồi khi trắng này em bán với giá là 80.000 thôi. Mọi người lấy thì comment cho em mã 803 nha. 80.000 mã 803 nha. Có bát cơm men phát không em? Em có đĩa thôi, bát cơm hiện tại em hết rồi à. Chị Việt Anh ạ. Một cái cơm to to. Đường kính của nó là 12cm, chiều cao là 6, bên trong cũng có thấy nha. Giá là 30.000 nha mọi người. Mọi người lấy thì comment cho em mã 30 này. 30.000 mã 30 nha. Rồi một cái tô có nắp dùng để ăn mì. Đường kính của nó là 15,5cm, chiều cao là 7cm, chưa tính nắp nha. Rồi cái này em bán với giá là 60.000 thôi nha. Mọi người lấy thì comment cho mã 606 này. Tô có nắp, tô dùng để ăn mì nha. Viền vàng còn mới nguyên nha mọi người. Đây. China này không phải là made in China nha, nó là sứ. Nó là made in China em chỉ bao. Rồi cái này 60.000 mã 60. 603 rồi. 803 cho chị Trang Trần này. Ba cái chén chấm. Đường kính của nó là 10cm. Giá là 10.000 một cái, 3 cái 30.000. Mọi người lấy thì comment cho em 303 cả 3 cái này. 303 cả 3 cái. Tô này là tô. Thôi tô thủy tinh. Đường kính của tô này là 16cm, chiều cao là 7cm. Rồi, tô này em bán rẻ thôi, 60.000 cái tô này. Nó rất là chắc nha mọi người, cầm rất là chắc tay. 60.000 mã 60 này. Mọi người nhìn mấy cái đường này, sắc nét quá. Cặp chén cơm như thế này. Đường kính của cặp này là 12cm, chiều cao là 5cm. Rồi cặp chén cơm này em bán với giá là thôi sale còn 30.000 cả hai cái luôn. Mọi người lấy thì comment cho mã 301 nha, made in China nha mọi người. 30.000 cả hai cái, mã 301 này. Mọi người cần nồi hay đĩa to gì không nha? Em có nha, hôm nay em có, em đã chuẩn bị cho mọi người nha. Có hàng hộp nữa nha. Tam thái. Đường kính của nó là 14cm, chiều cao của nó không cao lắm. Rồi một cái em bán với giá là 25.000. Mọi người lấy thì comment cho em mã 255 này. 25.000 mã 255 này. Cho chị nồi sứ. Ok. Lên nồi nha. 255 này.
em lên một cái nồi hoa cúc siêu to nha mọi người. Đường kính của nồi là 27cm, chiều cao của nó là 10cm, chưa tính nắp nha. Bên trong nó đã dùng qua rồi, nó hơi có vết ố ố rồi. Bên dưới này, nhưng mà dưới này cũng nhìn rất là mới à. Nắp của nó đây. Em bán rẻ nồi này nha. Em bán với giá là 300.000 thôi. Mọi người lấy thì comment cho em mã 300 này. Rồi, cái nồi này là 300.000 mã 300 này. Em lên một cái tô nhỏ men lam. Đường kính của nó là 16cm, chiều cao là 5,5cm nha. Rồi men lam này em bán với giá là 40.000 thôi. Mọi người lấy thì comment cho em mã 403 nha. Mới nguyên hoàn tiết trong ngoài nha. 40.000 mã 403. Rồi cái đĩa như thế này. Đường kính của cái đĩa là 23cm nha mọi người. Đây, có trên phía dưới nha. Adam and Eva nha. Make in China. Và make in Japan nha. Rồi cái này em bán với giá là 50.000 thôi. Mọi người lấy thì comment cho mã 501 nha. 50.000 mã 501 nha. Có đĩa vuông trắng tinh. Chưa có gì. Năm không một cho chị Việt Anh. Chị Việt Anh là người mới thì nhắn tin số điện thoại và địa chỉ vào fanpage. Ngày mai bên em chốt hàng cho chị nha. Bên em chuyển khoản đi hàng, xả hàng trong line nha chị. Rồi đường kính của cái nồi này là 20cm, chiều cao của nó là 7cm. Cái nồi này trên nắp nó mềm mẻ một chút nha chị ơi. Nhưng mà nó không ảnh hưởng chị hết. Gì hết mình dùng để mài cho khỏi bị đứt tay thôi á. Chứ lúc trong dùng thì nó không bị ảnh hưởng gì hết. Bình thường bán cái này 350 nhưng mà hôm nay em sẽ sale còn 250 thôi. Hoa tiết đẹp nha mọi người. Và còn rất là mới. Đây 250 nha. Nồi Nhật nha mọi người. Mọi người lấy thì comment cho mã 251 nha. 251 này. 250 mã 251. Này là siêu lắm chứ bình thường nồi này không có giá đấy nha mọi người. Đây mẻ một chút này không ảnh hưởng gì hết à. Rồi em tiếp tục nha, một cái đĩa thủy tinh vuông. Kích thước của nó là 21cm. Chiều cao của nó là 4cm. Rồi, cái này em bán với giá là 80.000 thôi. Mọi người lấy thì comment cho mã 803. Rồi 251 cho anh Tuấn. Rồi. 803 này. Một cái đĩa to, đường kính của nó là 24cm. Đây. Còn nguyên mác luôn. Rồi, cái này em bán với giá là 60.000 thôi. Mọi người lấy thì comment cho mã 606 này. 60.000 mã 606 này. Con mới nha mọi người, nguyên mác luôn tem. Bốn cái đĩa sâu lòng mình dùng ăn súp. Đường kính của cái đĩa này là 20cm, chiều cao của nó là 4cm. Rồi cái này em bán với giá là 35.000 một cái. Mọi người lấy thì comment cho mã 352 nha. 35.000 một cái mã 352 này. Em có 4 cái nha mọi người. Nồi từ để em check xem còn không nha chị, rồi em lên luôn. Một cái thố có hai con vịt. Đường kính của nó là
16 cm, chiều cao của nó là 4,5 cm nha mọi người. Cái này em bán với giá là 42.000, mọi người lấy đi comment cho má 420 này, 42.000 má 420 này. Rồi xem lớp mẹ nè. Thì anh Tuấn Vinh bảo cho xem nè. Sao cái đó là việc anh muốn phải hỏi anh Tuấn Vinh. Đây mẹ nha anh Tuấn, mẹ nhỏ lắm. Nó phía ngoài viền ấy, nó không ảnh hưởng lúc mình dùng. Mình dùng cái gì ấy, mình mài một tí cho nó trơn là được, chứ không ảnh hưởng gì hết. Đây anh nhìn đấy, mắt có tí teo. Một cái điểm men lam. Sao còn đủ không? Đường kính của cái điểm này là 17 cm. Rồi cái này giá là 25.000 thôi, mọi người lấy thì comment cho má 250 này. 25.000 thôi nha, má 250 men lam này. Em có ba cái đĩa hình chữ nhật, kích thước của nó là 22 cm, chiều ngang của nó là 15 cm. Rồi cái này em bán với giá là 45.000 một cái, mà người lấy thì comment cho má 459 nha, 45.000 một cái, má 459. Em có 3 cái. Rồi 250 cho chị Sophia. Lấy cái hộp. Có một cái đĩa hình chữ nhật. Kích thước của nó là 18 cm, chiều ngang là 13 cm. Giá là 35.000 một cái, mọi người lấy đi comment cho má 35, 35.000 một cái, má 35 này. Rồi em có một set chén cơm nằm trong hộp nha. Mọi người nha mọi người, cái này làm chén cơm được nha. Đường kính của nó là 10 cm, chiều cao của nó là 6 cm nha. Có 5 cái nguyên hộp luôn, em bán gần 5 nha, bên trong có hoa tiết viền vàng mới nguyên nha, mới tinh. Cái này dùng làm quà cũng được. Rồi 5 cái này em bán với giá là 200.000, mọi người lấy thì comment cho má 202, 200.000 cả hộp luôn nha, em cho cả hộp luôn 202 nha, xíu lên hồ về nha, ok 202 cả 5 cái nha mọi người, mới tinh. Rồi cái hộp này nhé. Có cái điện to trên này rồi. Đây, cứ để đây đi. Tiếp tục là một cái hộp nữa. Cái này có 5 cái chén cơm. Men phía dưới nó nhìn rất là xịn sò. Men rán nha mọi người. Đường kính của nó là 12 cm, chiều cao. Cái này chắc là dùng để ăn lẩu ấy mọi người, nó bè bè ra. Rồi có một đúng chuẩn ăn lẩu rồi. Ngoài đũa dài nha. Đũa dài đường kích thước của nó là 32 cm. Rồi một đôi đũa ngắn á, kích thước của nó là 22 cm nha. Rồi cái này, hộp này em bán với giá là 200.000, mọi người lấy thì comment cho má 201 nha. 200.000 má 201 nha mọi người. Đấy, 200.000 má 201 cả hộp luôn này. Một cái tô men xưa. Đường kính của nó là 21 cm, chiều cao của nó là 6 cm này. Đây mọi người nhìn phía trong nó hơi trầy trầy nha, nhưng mà kiểu của men xưa nó men nhiều cái lồi lồi thế. Rồi em bán với giá là 90.000 nha, mọi người lấy đi comment cho em má 900 nha. 201 cho chị Mai. Cái này 90.000 má 900 này. Kiểu men xưa nó như thế nha mọi người. Một cái tô nhựa. Đường kính của nó là 15 cm, chiều cao là 6,5 cm. Rồi cái này em bán với giá là 45.000, mọi người lấy thì comment cho má 452, 45.000 má 452 này. Một cái hộp lót ly, nhưng mà sao không thấy giống lót ly gì hết.
lót thế nha mọi người. 900. 900 cho anh Tuấn đi. Hộp này có 8 cái nha mọi người. Nó đấy, mọi người nhìn thấy họa tiết của nó chưa? Một cái một màu như thế này, giống như chơi đồ hàng. Rồi, đường kính của cái này là 7cm nha mọi người. Rồi, hộp này em bán với giá là 80.000, mọi người lấy thì comment cho mát 802 này. 80.000 mát 802 còn nguyên cả mát này. 80.000 802 nha mọi người, xinh xinh. Để lót ly hay là để chấm cũng được nha. Như thế, giống keo. 802 nha mọi người. Rồi em lên cái này. Bên trong nó dàn rồi. Mà nó hơi một chút ố ố. Đường kính của nó là 12cm, chiều cao là 4. Rồi cái này 20.000, mọi người lấy đi comment cho mã 201. 20.000 mã 201 này. Rồi tiếp theo là một cái tô men xưa là chưa to nữa. Đường kính là 24cm, chiều cao là 10cm nha. To mà nặng đó. Đây mọi người nhìn kỹ đi. Phải cạnh một chút men, nó kiểu nó có hạt ấy. Nó đi lại phía dưới đây. Bên ngoài nó cũng vẻ một chút núi non. Tô này em bán với giá là 180.000, mọi người lấy thì comment cho em mã 182 này. 180.000 mã 182 nha. Tô to và rất là chắc tay nha mọi người. 180.000 mã 182 này là tô xưa. Em có 5 cái ly thủy tinh. Thủy tinh. Cái này uống dùng để uống nước nha, uống nước trái cây, nước lọc. Đường kính của nó là 6cm, chiều cao là 15cm nha. Mọi người nhìn này. Bên trên thì nó tròn nhưng mà phía dưới thì nó bị bẹp xuống. Nó dáng nó độc lạ lắm. Rồi 5 cái này em bán với giá là 180.000. Mọi người lấy thì comment cho em mã 188 nha. Nguyên hộp mới tinh nha mọi người. 180.000 cả 5 cái. Mọi người lấy thì comment cho em mã 188 này. Có tiền phía dưới. Có nắp đầy đủ nha. Ok. Đây là một cặp chén phu thê, một cặp ly phu thê nữa, một cái màu trắng này. Nắp này là nắp của nó nha, mọi người dùng cũng được, không dùng cũng được. Cái nắp nó bằng mica. Đường kính là 6cm, chiều cao là 9cm nha. Cái màu trắng mới nguyên hộp nha, mới tinh nha. Viền vàng, chữ thư pháp vẻ vàng. Một cái màu xanh này. Rồi cặp này em bán với giá là 200.000 nha. Mọi người lấy thì comment cho em mã 200 nha mọi người. 200.000 mã 200 cặp này nha. Phu thê mới nguyên vẻ vàng luôn nha. Tất cả các chữ này đều là vẻ vàng hết luôn ý. Ok, rồi lấy hai cái tô ấy lên đi. Rồi cái da trắng nút hồng của em. Ok, hộp. Rồi ok. Em có hai cái tô to như thế này nha mọi người. Cái này giống của Trung Quốc. Gà trống nha mọi người. Gà trống đi ăn nha. 200 chốt cho chị Sapphire Phạm nha. Người mới hay là chị Sapphire là người mới à? Ok. Có tiền phía dưới nha, em có hai cái nha mọi người. Này to, hộp trước có một cái nó nhỏ. Đường kính của nó là 19cm, chiều cao của nó là 6cm. Rồi giá của nó là 200.000 một cái nha mọi người. Mọi người lấy thì comment cho mã 201 nha. Phía dưới đấy kiểu của nó là một chút nó lồi nhám nhám như thế nha mọi người. Đây. 200.000 một cái. Mã 201 em có hai cái. Thế em báo như thế. 200.000 một cái, em là cái rẻ.
xong rồi đưa lên. Vui bẩn thôi nha mọi người, còn mới nha, 200.000 một cái mà 201 em có hai cái. Rồi tiếp tục. Một hộp có 10 cái điểm men lam sau là, như thế này. Đường kính của nó là 11 cm. Rồi, cả hộp này em bán với giá là 150.000 nha, có 10 cái nha mọi người, 150.000. Mọi người lấy lẻ thì comment cho em mã 15 kèm theo số lượng nha, em có 10 cái nên nguyên hộp nha mọi người. 150.000. 10 cái nguyên hộp mới tinh. Nếu mọi người lấy lẻ thì mã 15 kèm theo số lượng nha. Cái ca có nước hồng. Đây đây đây. Ca này. Cái này bằng Meca nha mọi người. Đây. Dùng để xay cái gì nữa. Em không biết cái này dùng để làm gì mọi người. Bên trong này có cái như thế. Nhưng mà nó không có cái động cơ hay gì hết à. Bỏ pin vào này. Mọi người chờ em tí nha, em coi cái mình làm gì nha. Ui chảy được rồi, vẫn còn chảy luôn. Mà nó rung rung không biết thế nào luôn. Giống như xay sinh tố hay là ép gì đó. Để nó có cái rây để chảy xuống. Ép cái gì? Ép cái chay. Là nó chảy như thế nào nhỉ? Nhưng mà cái cây người ta nó xay dòng dòng á, để cái xác nó nằm ở trên, nước chảy xuống dưới. Nó chỉ rung thôi chứ nó không ấy gì à? À, biết rồi. Nhưng mà cái rây để mà mình khi mình nấu cái gì mình rây nó ra đó, rây nước dừa hay là rây rây canh cua đó, nấu canh cua rây. À, cái này để rây gì ấy nha mọi người. Mọi người bấm cái này là nó sẽ rung rung cái phía dưới này. Đúng rồi, chắc thế đấy. Thay vì mình phải dùng tay mình bóp bóp đó. À, ra là thế. Đúng rồi. Đấy là cái máy rây nha mọi người. Mình bấm thế này thì cái lưới này nó sẽ rung 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 á. Đúng rồi, rây cháo hay rây gì cũng được. Rồi, em bán luôn đi. Mọi người về tí tìm hiểu xong, mất thời gian. Rồi cái dây này em bán với giá là 100.000 thôi nha mọi người. Mọi người lấy đi comment cho má 100 nha. 100.000 cái dây này má 100 nha mọi người. Mọi người lấy đi comment cho má 100 nha. Mới nguyên hộp nha, 100.000 má 100. À, rây bột để làm bánh này. 100.000 má 100 này. Rồi tiếp theo đi. 100 cho chị Hằng Bắc. 3 ly hoa đào hướng 3 giờ. 4 ly nha, em có 4 ly như thế này, ly uống trà 100 cho chị Hằng Bắc. Đường kính của nó là 7 cm, chiều cao là 6 nha. Giá là 20.000 một cái thôi, em có 4 cái nha mọi người. Lấy thì comment cho em mã 204. Em có 4 cái nha mọi người, 20.000 một cái mã 204 này. Có 4 cái nha. Này. Này bên dưới nó bị nứt rồi. Rồi cái này nha. Hoa tiết gấu nha mọi người, gấu và heo. Disney Angel 204 cho chị Sapphire. Đường kính của nó là 12,5, chiều cao là 5 cm. Cho em bé ăn cháo. Giá là 30.000 mọi người lấy thì comment xem mã 301 này, 30.000 mã 301.
30.301 nha. Em có hai cái đĩa melam, hóa tiết melam. Rồi cái này đường kính của nó là 9 cm. Nó trên thôi em la sao cái này. Đường kính của nó là 19 cm, chiều cao là 3 cm. Rồi giá là 40.000 một cái, mọi người lấy thì comment cho em mã 402 nha, mới nguyên em có hai cái nha. 40.000 một cái mã 402 à. Nồi hoa cúc. Này là cái lưới của nó nha chị. Trên ấy nó hóa tiết là cái bột chứ mình cái cháo uống được ấy. Dây bột chỉ là hóa tiết thôi. Rồi, cái hoa cúc này. Nhỏ hơn, đường kính của nó là 24 cm, chiều cao của nó là 7 cm nha. Nó đã dùng qua rồi nha mọi người. Hơi có vết vết. Phía dưới thì còn lại rất là mới. Để xanh dưới bình hoa xanh. Để xanh dưới bình hoa xanh. Ok. Lắp nồi nha. Này vết bẩn thôi nha mọi người. Dùng baking soda này đâu. Rồi em sale cái này với giá là 220.000. Mọi người lấy đi comment cho mã 220. Đường kính của nó là 25 cm, chiều cao của nó là 8 cm. 220.000 mã 220 nha. Cái dây ấy 100.000 nha chị. Chị Hằng Bắc xả ra thì chị Việt đấy. À ok, chị Hằng Bắc lấy nha. Ở cái này 220.000 mã 220 này. Em có nguyên hộp 5 cái để melam to, sơ to nữa. Đường kính của nó là 18 cm nha mọi người. Bên dưới này còn mới nguyên nha. Hộp 5 cái này em bán với giá là 200.000 luôn. Mọi người lấy thì comment cho mã 200 này. 200.000 mã 200 này. Mới để em kiếm nha chị, để em check lại rồi em lên like cho. Đây nha. Dạ vâng chị Việt Anh nha. Cái này 50.000 một cái, 40.000 một cái nha. Mọi người lấy lẻ cũng được nha. Em có 5 cái nha. Mới nguyên hộp ý. Tiếp tục là một cái hộp melam rất nhiều cái quá. Rồi em có 5 cái đĩa như thế này. Giá là 20.000 một cái. Mọi người lấy thì comment cho em mã 20 này. Cái này đường kính là 11 cm nha. Em có 5 cái nha. Bên dưới không có gì. Một cái 40.000. Cái này 20.000 nữa, em cũng có 5 cái luôn. Mọi người lấy thì comment cho em mã 209 nha. Em có 5 cái nha. Đường kính của nó là 12 cm nha. 209 nha. Có 5 cái. 42 cái. Còn 2 cái nha mọi người. 40 còn 2 cái, mọi người lấy comment 40 đi. Các con 2 cái. Tiếp tục với một cái thố. Thố này dùng để hấp cơm ý. Mình hấp cơm trong lò. Đường kính của nó là 11 cm, chiều cao là 9 cm nha mọi người. Nên em bán với giá là 60.000. Lấy đi. Ok chị Safia nha, em chốt cho chị một cái nha. 60.000 mã 60 này. Em tiếp tục lai nhanh này. Đường kính của cái này là 13 cm, chiều cao của nó là 3,5 cm.
Rồi cái này bán với giá 20.000 thôi, mà người lấy thì comment cho mã 202, 20.000 mã 202. Hai cái bình rượu sake giá là 30.000 một cái thôi nha mọi người. Cái xanh 301 này, cái này 302 nha. Xinh xinh về mình cắm hoa. Đường kính của cái xanh là 4 cm, chiều cao là 13 cm, 30.000 mã 301. Rồi cái này đường kính của nó là 4 cm luôn, chiều cao 12 cm, 302 nha. Mọi người lấy thì comment cho em mã 301, 302 nha. Em tiếp tục một cái phin cà phê. Này mình phải dùng giấy lọc mình mới pha được nha mọi người. Đường kính của nó là 10 cm, chiều cao là 7 cm. Rồi cái này em bán với giá là 50.000 một cái, mọi người lấy thì comment cho em mã 500 này. 50.000 mã 500, hoặc mình trồng cây cũng được nha, nhờ nhiều anh chị về dùng để trồng cây. Có một cái lỗ phía dưới. Rồi 301 bình xanh cho chị Sophia. Em có một cái địa hình chỉ nhật, kích thước của nó là 13 cm, chiều ngang là 11 cm, 500 cho chị Cali. Giá là 20.000 thôi, mọi người lấy thì comment cho mã 20. 20.000 mã 20. Một cái địa hình chú tiểu. Đường kính của cái này là 16 cm nha. Rồi 25.000 mã 259 này, 25.000 259. Chú tiểu đây. Rồi một cái thố. Đường kính của cái này là 11 cm, chiều cao của nó là 6 cm. Cái này em bán với giá là 26.000, mọi người lấy thì comment cho mã 269. 26.000 mã 269 này. Ôi, rồi. Em lên cái đĩa to này nha. Đĩa to. Đĩa vuông. Vé vàng nha, tuyệt chưa. Còn lại 3 chiếc, nếu mà chị lấy luôn thì em gửi chị cái hộp nha. Có nắp nữa không? Không có nắp chị ơi, hộp nó không có nắp à? Còn hai cái và cái hộp nha mọi người. Nếu mà chị Sophia mà lấy luôn 3 cái thì em để hộp cho chị Sophia luôn nha. Đấy, hộp như thế đấy. Chị Sophia mà lấy luôn 2 cái này thì ok cho em nha. Thành tất cả chỉ có chị lấy 3 cái đĩa và nguyên cái hộp này luôn. Rồi cái đĩa to hình vuông này, đường kính còn kích thước của nó là 28 cm nha, nó hơi sâu lòng nha. Còn mới nguyên nha mọi người, chuyển phía dưới xin xó chưa. Này là mình dùng khay trà thì quá tuyệt vời luôn. Rồi cái này em bán với giá là 350.000, mọi người lấy thì comment cho mã 352 này. 350.000 mã 352 nha. Cái này dùng để khay trà. Siêu xin xó luôn. Ok, 3 cái cho chị Sophia nha. 350.000 mã 352 nha. Cho có xin xò. Rồi một cái đĩa xinh xinh. Chữ kích thước của nó là 12,5 cm, chiều ngang là 11 cm. Rồi cái này bán với giá là 15.000 thôi, mọi người lấy thì comment cho mã 151 nha. 15.000 mã 151. Ok chị Sophia nha. Rồi cái này, đường kính của cái này là 16 cm, chiều cao của nó là 5 cm. Em bán với giá là 36.000 một cái nha, mọi người lấy thì comment cho em mã 360 nha. 36.000 một cái mã 360 nha, sâu lòng nha. 36.000 mã 360 rồi. Một cái có nắp để đồ trong tủ, nhưng mà nắp nó vừa vừa thôi, nó không có chặt lắm nha, hơi chặt một tí thôi. Rồi đường kính của cái này là
1 cm, chiều cao của nó là 10 cm. Tam thái nha, 360 cho anh Xuân Trường. Như thế. Rồi cái này em bán với giá là 50.000 thôi. Mọi người lấy thì comment cho mã 500 này. 50.000 thôi, mã 500. Rồi một cái thô có nắp ngủ sắc nha. Đường kính của cái này là 8 cm, chiều cao là 6. Cái này là mình dùng để uống trà nha mọi người, nhưng mà mình dùng chưng yến chắc cũng được ấy. Giá là 80.000 set này, mọi người lấy thì comment cho mã 80 này. 80.000 set này, mã 80 ngủ sắc này. Trên phía dưới 80.000 mã 80. Rồi tiếp tục với. Em có hai cái ly này. Ly này là ly cái gì ta? Này gọi là chị ta tên nhân quên này à? Cung hoàng đào nha mọi người. Đây, cung hoàng đào nha. Sapphire 80. Cặp này nha mọi người. Cặp thủy tinh. Nhưng mà nhìn thế này em không biết cung gì hết. Này tự nhiên có con cua nhỉ. Em bán nha. Rồi cặp này. Cặp này giá là 40.000, mọi người lấy thì comment cho mã 401 này. 40.000 mã 401 cặp này. Có đồ xưa không em? Có đồ xưa. Đồ xưa có. Một cái đĩa thủy tinh to, đường kính của nó là 20 cm, chiều cao của nó là 4 cm nha mọi người. Nó là thủy tinh. Em bán rẻ cái này với giá 60 nha, thủy tinh em bán rẻ nha. Nó rất là chắc tay rồi nha mọi người. Mọi người nhìn cái lớp của nó dày này. 60 mã 60 nha. Rồi một cái hộp. Có mấy cái, có nhiều cái nha mọi người. Đường kính của nó là 19 cm. Ok chị Văn Anh. Rồi em bán 45.000 một cái thôi nha. Mọi người lấy thì comment cho mã 459. Em có nhiều, mọi người lấy số lượng bao nhiêu cũng có ấy là. Tầm mười mấy 20 cái. Rồi 450 nha. Xếp trà này. Này là xếp trà ghép nha chị. Nó không phải là một đâu. Nó là ghép. Đường kính của ly là 6 cm, chiều cao là 6 luôn. Đường kính đĩa là 14 cm. Xếp ghép này là em bán với giá 40.000 thôi. Mọi người lấy thì comment cho mã 404 nha. Nó là ghép là giống như hai cái đĩa chữ nhật, nó có cái khay mình để dùng đồ chấm. Chiều dài của nó là 20 cm, chiều ngang của nó là 13 cm. Có hai cái. Em bán với giá là 60.000 một cái nha. Em có hai cái nha. Mọi người lấy thì comment cho mã 602. Em có hai cái mới nguyên nha. 60.000 một cái mã 602 này. Này tô xưa đây anh Đinh nhé. Rồi đường kính của cái tô xưa này là 24, chiều cao của nó là 8,5 cm. Tô xưa này em bán với giá là 180.000 nha. Mọi người lấy thì comment cho mã 189 này. Bên ngoài có vẻ nha mọi người. 180.000 mã 189. Này rất là nặng luôn nha mọi người. To nặng. Em có hai cái đĩa vuông. Có hoạt tiết. Nó là men ràn và hơi bị ố nha mọi người. Rồi kích thước của nó là 12 cm, em bán rẻ hai cái 30.000 thôi nha. Nó bị ố rồi nha mọi người, em lưu ý. Nó hơi ố ố ngồi viền này. Mình trang trí cũng được, mình có nhiều cái mình dán lên tường. Hai cái 30.000 mã 300 cả hai cái. 300 cả hai cái. Một cái đĩa men đá hình con cá. Đường kính của cái này là 19 cm. Con cá này em bán với giá là 40.000 thôi. Mọi người lấy đi comment cho em mã 404 nha. 40.000 con cá nha. 40.000 mã 404 nha.
rồi, cái đĩa này, đường kính của cái này là 24 cm này. Cái này nha, mặt tiết bên trong này, mặt tiết sắc nét. Cái này em bán với giá là 70.000, mọi người lấy thì comment cho em 70 nha, 70.000 cái đĩa này mã 70 nha. Ở 180 nha anh Đinh, cái là sale rồi á. Này em bán 200. Rồi. Em có hai cái đĩa bên đá màu đen, đường kính là 25 cm, còn mới nguyên nha. 70 em chốt cho anh Đức Minh Lương. Rồi. Này nha, màu vàng, ở đây có màu vàng. Xong mình sẽ bày đồ ăn ở phía bên này, trang trí đồ ăn bên này. Bên dưới này còn mới nguyên nha. Rồi bán rẻ thôi. 80.000 một cái, mọi người lấy thì comment cho em 808 nha. 808 em có hai cái nha mọi người. Cả hai cái luôn, còn đều còn rất là mới nha, 808 này. Còn là hai cái đều vuông. Của nó là 12 cm nha, bên dưới 20.000 một cái, mọi người lấy đi comment cho mã 202 nha. Này cũng là ven tràn nha. Đây, hơi ổ ổ chút. 20.000 một cái mã 202 này. Rồi, một cái tô nha, có hình gấu gấu dễ thương này. Này dùng cho em bé đựng thức ăn rất là xinh nha. Đường kính là 13 cm, chiều cao là 5 cm. Rồi cái này em bán với giá là 40.000 một cái, mọi người lấy thì comment cho em mã 406 này, gấu gấu này. Đấy, 40.000 một cái mã 406. Bình đen góc 3 giờ. Ok. Em có 3 cái này. Kích thước của nó là 25 cm, chiều ngang của nó là 16 cm nha mọi người. Đây. Có hai quai 406 cho chị Trang Trần bên dưới này. Rồi cái quay này em bán với giá là 60.000 một cái nha mọi người. Em có 3 cái, mọi người lấy thì comment cho em mã 60 và số lượng cho em nha. 60 và số lượng. 3 cái mới nguyên nha. Đấy. 60 kèm theo số lượng. Rồi bình hoa màu đen. Đường kính miệng của nó là 3,5 cm, chiều cao của nó là 19 cm đấy. Đây. Bề ngang của nó em đo này cho mọi người tầm 16 cm. Cái này là bình đồng nhé mọi người, đúng không? Bình đồng nha mọi người, xem men của nó này. Siêu xịn sò luôn. Nhìn nó rất là kỳ ảo luôn. Giá là 300.000, mọi người lấy thì comment cho mã 300 nha. 300.000 mã 300 nha. Mã 60 em trước cho chị Việt Anh nha. 300.000 mã 300 này, cả 3 cái luôn. Bình đồng nha mọi người. Mọi người có bảo gì không nhỉ? Hình đen góc 3 giờ rồi, ok. Em tiếp tục. Cái rót màu hồng nó vẫn nằm đây. Theo năm tháng. Kích thước của nó là 17 cm, bề ngang là 12,5 cm. Rồi cái này em bán với giá là 90.000, mọi người lấy thì comment cho mã 902 nha, màu hồng nha mọi người. 90.000 mã 902. 902 nha mọi người. Đây. Lọc lưới nha, 300 chốt cho chị Sophia. 902. Một cái tô đen nha, to. Này mình dùng để làm cái chầu cũng được. Đường kính của nó là 24 cm, chiều cao của nó là 6 cm nha, tô nha. To. Phía dưới còn mới tinh, bên ngoài có vẻ một chút. Tô to này em bán với giá là 120.000, mọi người lấy comment cho mã 126 này. Này mình dùng để làm chầu thả hoa cũng được nha mọi người. 126. 120.000 thôi mà rất là to. Mọi người nhìn cái thành của nó siêu dày luôn ý. Một cái men lam. Đường kính của nó là 12 cm, chiều cao của nó là 3 cm.
Rồi, cái này em bán với giá là 20.000 thôi. Mọi người lấy thì comment cho em 20 này. Tiếp tục là một cái tô mê lam xinh nữa. Đường kính của cái này là 17cm nha. Chiều cao là 6cm. Ôi, ai thả tim nhiều quá. Chắc thích em thôi. Rồi, tô này em bán với giá là 50.000 thôi nha. Nó bị mềm một chút phía dưới chân, nó không ảnh hưởng. Em sale còn 40.000 này. Mọi người lấy thì comment cho em mã 409 nha. Em nói một cái mà dừng tim luôn, không có ai tim nữa. 409 này. Rồi, tiếp tục. Hồ có nắp nha mọi người. Đường kính của nó là 8cm, chiều cao là 6,5cm, chưa tính nắp. Rồi, cái này em bán với giá là 40.000 thôi. Mọi người lấy thì comment cho mã 40. 40.000 thôi, mã 40 nha. Họ tiết vào nó như thế, đơn giản thôi, 40 này. Ly trà xinh cho mọi người này. Lá nó in lên, kiểu nó bỏ lá lên ấy. Giá là 40.000 cái ly này nha. Mọi người lấy thì comment cho mã 401 nha. Rồi, cái này đường kính của nó là 6cm, chiều cao là 6 nha. 401, 40.000. Tô lớn, ok, chị tô lớn. Chị có đi. Đây, tô lớn nha mọi người. Tô nó kiểu cao thành nha. Đường kính của cái tô này là 22cm, chiều cao của nó là 7cm nha. Đây mọi người, nó cầm rất là chắc tay nha. Hoa tiết bên ngoài, hoa cúc này, bên dưới này. Rồi, tô này em bán với giá 5 giờ, ok luôn. Tô này em bán với giá là 200.000, em sale còn 180.000 nha. 180.000, mọi người lấy đi comment cho má 182 nha. 180 má 182, mọi người nhìn cái thành của nó đi, rất là dày luôn ý. 182, nó to, rẻ hơn giá cân ký luôn. 180.000 mã 182 này. Bình hoa đen góc 5 giờ. Đây là một cái bình mini thôi, mình cắm hoa. Tăm đâu mà dài thế. Giá là 30.000 nha mọi người. Mọi người lấy đi comment cho mã 309 nha. Con sức giáp pen phía dưới này. Này, chiều cao của nó là 8cm nha. 30.000 mã 309 nha mọi người. Tiếp tục là một cái ly ngũ sắc này, có quai. Đường kính của cái ly này là 8cm, chiều cao của nó là 7cm nha. Ly này em bán với giá là 80.000 nha mọi người. Mọi người lấy đi comment cho mã 801 nha. Bây giờ có tiền này. 80.000, 801 nha mọi người. Mời nguyên nha. Một cái ly này nữa. Không biết để làm gì. Chắc là để massage tay ấy. Đúng rồi, massage tay đấy. Rồi, đường kính của cái ly là 7cm, chiều cao là 9cm nha. Hoa tiết của nó đây nha. Đấy, hoa tiết ông gì đấy. Rồi, ly này em bán với giá là 30.000 nha. Mọi người lấy thì comment cho mát 302 nha. Đường kính của cái này là 8cm, chiều cao là 9cm luôn. Cái ly có hai con chim. Mất líu lo. 20.000 thôi, mọi người lấy thì comment cho mã 201. Bên này không có gì, 20.000 mã 201 nha mọi người. Tiếp tục là cái lá. Kích thước của nó là 18cm nha. Chiều ngang của nó là 10cm. Lá mộc nha mọi người, lá cốm. Rồi, cái lá này em bán với giá là 60.000. Mọi người lấy thì comment cho mã 60 nha. Cái men lớp men phía ngoài đấy. Men rán nha mọi người. 60. Rồi em tiếp tục một cái hộp mới nguyên ly ăn kem này. Ly ăn kem, ăn trái cây, hoa quả dầm. 60 cho anh Cường. Đường kính của nó là 10cm, chiều cao là 7cm nha. Nó như thế này. Táo, dâu, lê, nho. Ừ, đấy, như thế đấy, nhiều hộp.
kèm theo đó là có 5 cái muỗng ăn kem luôn nha, mới nguyên này. Đấy, như thế nha mọi người. Một rồi em bán cái này với giá là 300.000 nha mọi người. Mọi người lấy thì comment cho má 300 nha. 300.000 má 300 nha. Tụi em sale còn 280 nha, mọi người lấy nha. Cho nó đi theo năm tháng đi. Thời gian cứ trôi mà cái này vẫn nằm đây. 280.000 má 280 này, sale em sale này. Đấy, ăn hoa quả như thế này. Nó có minh họa phía ngoài luôn. I true. Tiếp theo em có một cái ly, ly to, đường kính của nó là 8,5cm, chiều cao là 10, siêu to nha. Bên trong nó có vẻ chữ này, đấy vẻ chữ bên trong ấy. Một cái em bán với giá là 40.000 nha mọi người. 40.000 một cái, mọi người lấy thì comment cho má 402 nha. 40.000 một cái, má 402 này. Tiếp tục là một cái điểm như thế này. Đường kính của nó là 15,5cm, chiều cao là 5. Nó có hai cái lỗ bên này và một cái bên này nha. Cái này em bán với giá là 25.000, mọi người lấy thì comment cho má 259 nha. 25.000 một cái, má 259 nha. Mọi người cần gì không để em lên cho. Em lên một cái vắt cam thủy tinh này. Mấy chiếc đĩa xanh dưới thố góc 12 giờ. Có mà em chắc chắn. Đường kính của nó là 14cm nha. Nó là vắt cam nha mọi người. Rồi cái này em bán với giá là 40.000. Mọi người lấy thì comment cho má 404 này. 40.000 má 404 này. Lấy mấy cái đĩa xanh đấy đi. Lấy cái nồi hoa cúc xuống á, lấy cái đĩa xanh đấy. Đây nha mọi người. Mọi người thấy một cái đĩa xanh siêu to chưa? Nó siêu đẹp luôn ấy. Gọi là xuất sắc luôn. Mọi người ngắm một tí nha. Bao nhiêu đây? Hôm trước bán 700-900 rồi. Đường kính của nó là 30cm nha, 30 luôn ý, to cái này đẹp tranh luôn cũng được. Phía dưới này, hoa tiết. Đây, mọi người nhìn đây. Đây nha mọi người, rồng này, hoa này. Siêu khủng luôn. Có. Cổ anh Sơn đấy, cắt đi.
em tiếp tục like, chờ em check giá tí nha mọi người. Một cái ly có quai này, hoa tiết nó vẻ này, bên trong là đây hoa tiết, mọi người nhìn hoa tiết rất là xinh. Rồi siêu đẹp luôn nha, đường kính của nó là 8,5 nha, chiều cao là 10 cm nha. Rồi, này em bán với giá là 40.000, mọi người lấy đi comment cho em mã 409 nha. Ly có quai nha mọi người, 40.000 mã 409 này. Siêu đẹp luôn. 40.000 mã 409 nha mọi người. Tiếp tục nữa. Ok, lấy cái siêu đẹp đấy đi. Rồi cái này em có giá rồi nha mọi người. Này chỉ có giá là 280.000 thôi mọi người. Không phải, nhầm. Em nhầm nha, không phải đâu nha. Rồi. Lấy mấy cái đĩa đẹp đẹp này đi. Không, cái đĩa lúc này. Lấy đi, lấy bán luôn. Bán luôn. Rồi tiếp tục là một cái ly sọc như thế này nha. Chờ tí em lên siêu phẩm nha mọi người. Đường kính của nó là 8 cm, chiều cao là 8 cm nha. Đây, 20.000 một cái, mọi người lấy đi comment cho má 200. Ok. Đây nha, cái này em có giá rồi nha. Giá là 750.000 nha mọi người. Mọi người lấy thì comment cho má 750 này. Đĩa tranh nha. Này độc làm mọi người. Chắc là có 102 ấy. Mọi người không tìm ra được cái thứ hai đâu nha. Mọi người yên tâm nha. 750.000 mọi người lấy thì má 750 nha. Tiếp đi. Bên này nha mọi người. Này là một cái chewan to. Đường kính của cái này là 15 cm, chiều cao của nó là 8 cm. Hôm nay đã đụng vào cái gì ấy. Rồi cái này nha mọi người, nhìn bên dưới này nhìn rất là ghê. Nhưng mà em báo giá mọi người còn ghê hơn nữa. Giá là 500.000 nha, mọi người lấy thì comment cho em mã 500 nha. Đấy, mọi người nhìn đi. Mua về ăn mì nha mọi người. Mì tôm, Hảo Hảo hoặc là Coco Mi cũng được, giá là 500.000 nha. Rồi tiếp tục em có một cái đĩa, cái ly có quai như thế này. Đường kính của cái này là 8 cm, chiều cao của nó là 10 cm nha, giá là 30.000 nha. 30.000, giá là 30.000 mã 301 này. Đúng rồi, đẹp lắm, mua về ăn mì tôm đi chị Cari. Có một cái thố xưa này, cái thố xưa. Đường kính của cái thố này đường kính của nó là 19 cm, chiều cao là 6,5 cm, chưa tính nắp nha. Bên trên nó thì hơi mềm mẻ. Nó hơi bên trong thì nó có lồi men một chút này, nó bị nứt ý. Nứt men này. Rồi em bán cái thố này với giá là 40.000 thôi, này là sale, em sale rẻ nha. 40.000 thôi nha. Mọi người lấy thì comment cho má 404 nha. Nhưng mà nó vẻ vàng, cái này mình dùng để trưng thôi. 40.000 má 404 này. Đây một cái ly, ly thủy tinh nhưng mà rất là xinh. Mọi người ngắm kỹ đi. Nó rất là trong. 20.000 thôi nha mọi người. Mọi người lấy thì comment cho má 20 này. Cái đế 20.000 má 20. Ly như thế này nó sẽ rất là phản ánh cái màu của nước ấy, nó xinh lắm. Tiếp tục em có một chồng đĩa 8 cái nha, đĩa vuông. Kích thước của nó là 10 cm nha mọi người. Rồi 8 cái này em bán với giá là 22.000 một cái. Mọi người lấy thì comment cho má 22 nha. Kèm theo số lượng nha mọi người. 22.000 một cái, má 22 kèm theo số lượng.
404 cho anh Tuấn. Này 22 này. Trời ơi, chị ấy kêu đẹp quá nhưng mà em không thấy, em thấy bình thường. Là một cái chén cơm đường kính là 12,5cm, chiều cao là 5,5 nha. Cái này em bán với giá là 30.000 nha. 30.000. Mà 303 nha. Lấy tiền độc màu. Độc màu. Rồi. Em có một cái 303 cho anh Cường. 303 cho anh Cường. Cái ghi như thế này. Có chữ thư pháp vẻ vàng nữa. Đường kính của cái này là 6,5cm, chiều cao là 9cm nha. Đẹp đó hả ta? 50.000 cái này nha, mọi người lấy thì comment cho em 50 nha. Siêu độc. 50.000 cái 50 này. Rồi em có một cái thố nó xinh lắm nhưng mà nó không có nắp nha mọi người. Mọi người nhìn này. Này chắc trồng cây cũng xinh luôn á, hoa tiết này dễ thương. Nhưng mà tiếc là nó không có nắp. Đường kính của cái này là 8cm, chiều cao của nó là 9cm nha. Rồi 35.000 thôi, mọi người lấy đi comment cho má 352 này. Hoa tiết dễ thương thế mà nó không có nắp. Có quai nữa, 35.000 má 352 nha. Rồi hai cái này. Kích thước của cái này là 13cm nha, hai cái mồm nha. 20.000 một cái, mọi người lấy thì comment cho em 20 nha, em có hai cái nha, tam thái. 20.000 một cái, mà 20 tam thái này. Ok, chị Tô Thủy Tinh. Rồi em lên cái này. Đây. Mọi người đừng ngất nha. Này nha, mới tinh. Bên dưới có tiền này. Kích thước của nó là 17cm, chiều ngang của nó là 14cm nha. Đấy, bên dưới này. Một cái hoa tiết thế này này. Tiếp theo là cái hoa tiết hoa. Tiếp theo là một cái hoa màu tím nữa. Màu tím, đấy còn lại là màu xanh. Này màu xanh vàng nha chị Thảo Anh. Hoa màu tím này, hoa màu tím này. Này hơi hồng hồng một chút này. Rồi. Cái này là cây cỏ màu xanh này. 4 cái. Đầu tiên em sẽ bán nguyên set trước nha mọi người. Nguyên set trước nha, 150. Rồi set này em bán với giá là 600.000 nha. Rồi em bán nguyên set trước nha. 600.000 mọi người lấy thì comment cho má 600 nha. Rồi chờ tí nếu mà không ai lấy hết thì em chia ra cho mọi người nha. Tiếp tục có một cái thố như thế này. Đường kính của cái này là 11cm, chiều cao của nó là 6cm. 600 anh Cường. Anh Cường. Chắc là anh Cường chia ra ấy. Rồi cái này em bán với giá là 20.000 một cái. Mọi người lấy thì comment cho em mã 20 nha. Có đâu, anh Cường lấy hết đó mà. Anh Cường có chia cho chị Cà Ri không? Anh Cường không biết chị Cà Ri là ai đâu. Rồi 600 chốt cho anh Cường nha. Em bọc lại nha. Rồi tiếp theo này. Nó một cái một ấy thôi nha. Lấy hết cho nó đủ set ấy. Rồi ok 5 cái này. Đường kính của cái này là 16cm, chiều cao là 2,5cm nha. Ok, chốt cho anh Cường là 4 cái nha. Cái này nó lâu, nằm lâu quá rồi. Em sale 18.000 một cái nha mọi người. Mọi người lấy thì comment cho má 184. Em có 4 cái này, màu nó hơi tím mà nhạt nhạt ý. 184 nha mọi người này. Em sale em cho nó đi luôn. Đĩa to mà 18.000 một cái nha. Đông,
đồ đi, có gì đâu. Rồi em tiếp theo nha, em có hai cái ly nha. Đường kính của cái này là 9cm, chiều cao của nó là 6cm nha. 20.000 một cái nha mọi người. 20.000 một cái trồng sen đá. Không phải lấy thì comment cho em mã 202 nha. Mọi người mà cần thì bên em có thể khoan cho mọi người nha. 202 hai cái này. Hả? 202 nha, một cái 20.000 nha. Rồi em có cái cối như thế này. Có nhiều size nha mọi người. Đầu tiên cái này, đường kính của nó là 12cm, chiều cao là 15 nha. Chiều cao là 5cm nha. 25.000 một cái này, cái nhỏ nhất nha. Cái vừa vừa đường kính của nó là 12cm, chiều cao là 5cm. Cái này cũng 25 luôn. Rồi 251 này, 252 nha. 251 và 252 mọi người lấy thì comment cho em nha. Tiếp tục em có ba cái đĩa xanh này, mình để chấm hoặc là lót ly cũng được. Đường kính của nó là 12cm rồi, một cái giá là 12.000 thôi, mọi người lấy thì comment cho em mã 123 này. 123. Tiếp tục là cái này. Đường kính của nó là 13cm, chiều cao là 4cm. Men nó ràn mà hơi bị ố ố nha, em không biết. Nó hơi ố. Quên. 15.000 thôi mọi người nha, mọi người lấy thì comment cho em 15. Thủy tinh nha, em quên mất. Tô thủy tinh này. Đường kính của cái tô này là 18cm, chiều cao là 6cm. Rồi tô em bán giá rẻ với giá là 50.000 thôi nha, tô to nha mọi người. 50.000 mã 505 nha, tô to này. Này pha lê nha mọi người, em có 5 cái. Đường kính của cái này là 19cm nha. Đây mọi người nhìn pha lê nha, có ánh sa cừ. Ở giá là 80.000 một cái nha. Mọi người lấy thì comment cho mã 805, em có 5 cái nha. Sa cừ. Rồi cái này. Này lấy đâu ra đây? Bình thường hay là bất bình thường? Rất bình thường với nhiều người nhưng mà có thể nó rất là bình thường. Chén cơm màu nâu nha mọi người. Đường kính của cái này là 11cm, chiều cao của nó là 5,5cm nha. Chén cơm. Giá là 25.000 một cái, mọi người lấy thì comment cho em mã 25 này. 25.000 một cái, mã 25. Chén cơm. Rồi tiếp tục một cái chén cơm nữa. Đường kính của nó cũng như thế, 11cm, chiều cao là 6cm. 30.000 cái này mà người lấy thì comment cho mã 30. 25 cho chị Cari. 30 nha. Khay nướng, nướng bánh. Đường kích thước của nó là 20cm, chiều ngang là 10cm nha. Rồi em bán với giá là 35.000 một cái nha, em có một cái thôi. Này không phải bị nứt nha mọi người, nó chỉ là cái vết thôi. 35, mã 35 này. 30 cho chị cà ly. Một cái ly đơn giản thôi. Đường kính của cái ly này là 6,5cm, chiều cao là 10cm nha. Ly này đơn giản thôi nha mọi người, em bán với giá là 20.000 nha. 20.000 một cái, mọi người lấy thì comment cho em mã 201 nha mọi người. Em tiếp tục. Rồi em lên cái ly. Ok chị Sa Tiên ơi, để em lên cho nha. Em có 4 cái ly trà như thế này nha mọi người. Đường kính của nó là 7,5cm, kiểu cao là 6cm nha. Mọi người nhìn nó này. Nhìn. Ly mộc. Em có 4 cái nha. Giá là 80.000 một cái, mọi người lấy thì comment trên mã 80 kèm theo số lượng nha, em có 4 cái nha.
Này, cái chị lấy hàng này tự nhiên lục đâu ra cái thùng hàng của anh Sơn giờ lên like luôn. 80.000 một cái mát 80, em có 4 cái nha. Cái hộp gỗ ấy là đĩa màu đỏ thôi, em lúc này em có like rồi. Nó bình thường. Một cái tô táo thủy tinh, đường kính của nó là 18 cm, chiều cao của nó là 6 cm. Rồi tô táo em bán với giá là 45.000 một cái, mọi người lấy thì comment trên mã 456 nha. 45.000 một cái mã 456 nha. Chị vừa bị out. Này giờ đồ đẹp lắm chị ơi. Toàn siêu phẩm luôn ý. Mọi người dành nhau. Rồi, tiếp tục nha. Em có cặp ly như thế này. Cặp phu thê. Đường kính của ly là 5,5, chiều cao là 6 nha. Sứ của nó mỏng mỏng mọi người nha. Tại bọn em like cũng không biết giá của nó lắm ấy, cũng không biết nó có giá trị như thế nào, nên là siêu phẩm gom rồi lúc nào anh Sơn rảnh anh Sơn like buổi tối nha chị Lam Anh. Chứ giờ mấy đứa em like hàng mà siêu phẩm cũng không biết, nên là cân ký chết như là toàn. Cặp này em bán với giá là 80.000 nha mọi người. Mọi người lấy thì comment cho mã 80 nha, nguyên hộp nha. Có 4 cái đĩa hình quạt. Đường kính của này là 16 cm nha. Rồi giá là 20.000 một cái thôi. Mọi người lấy thì comment cho em mã 204 nha. Em có 4 cái mới nguyên nha. 20.000 một cái mã 204. Đấy. Toàn là mới hết à. 80 cho chị Sapphire. Một cái tô. Đường kính của nó là 13 cm, chiều cao là 5 cm. Tô này là có nắp để đổ, bỏ đồ trong tủ ấy, nhưng mà nắp nó không chặt lắm, nên là em bán cái tô còn em bỏ cái nắp vào nha, không tính tiền cái nắp nha. 30.000 cái này. Mọi người muốn lấy nắp hay không cũng được nha. Mã 30 luôn. 80, bổ 2 ly vào hộp, ok chị nha. Ok chị. Rồi hai cái ly trà này. Hai ly rượu nhỏ nhỏ xinh xinh nha. 20.000 một cái nha, mọi người lấy thì comment cho mã 201 này, 202 này. 201, 202. Ly xinh xinh nhỏ nhỏ. Tiếp tục em có cái đĩa này. Đường kính của nó là 16 cm nha mọi người. Giá là 25.000. Mọi người lấy thì comment cho mã 256 nha. Anh Tuấn Dinh chốt cái gì 80. Tuấn Dinh 80 chốt cho chị Sophia rồi. 256 combo combo. Còn chén cơm men lam không em? Chén cơm men lam á, chắc là còn. Hả? Cơm còn nhưng mà nó thập cầm quá nên là khó like, em chưa like được nha. Để mai em soạn hàng rồi em like sau. Rồi cái này có nắp tiếp tục, đường kính là 15 cm, chiều cao của nó là 7 cm nha. Bao mì nha mọi người. Bán với giá là 60.000 thôi. 60.000 một cái, mọi người lấy thì comment cho em mã 606 nha. 60.000 một cái mã 606 nha. Chào chị Phương Nguyễn. 60.000 một cái mã 606 này. Lên một cái thố có nắp như thế này. Đường kính của cái thố này là 11,5 cm, chiều cao là 4 cm, chưa tính nắp nha. 15 xinh luôn nha mọi người. Đấy, cái này chắc là có 3 tầng nhưng mà nó
Dạ cái này là 50.000 một cái, mọi người lấy thì comment cho em mã 50 nha. 50.000 một cái mã 50 nha. Cô có nắp như thế này nha mọi người. Có thêm tầng thì em bỏ vào cho. Rồi combo voi vào nhà. Chú vào con. Đường kính của cái chén là 12 cm nha. Này là chén. Rồi cái ly này là đường kính là 8,5, chiều cao là 6 nha. Em bán combo cả 3 món nha. Rồi 3 món này combo 40.000, mọi người lấy đi comment trên má 44. 40.000 má 44 nha mọi người. Combo 3 món. Rồi em tiếp tục nha mọi người. Em có tăng 6 cái như thế này. Kích thước của nó là 16,5 cm. Em bán với giá là 60.000 một cái nha mọi người. Mọi người lấy thì comment cho em mã 60 nha. Em có tầm 5-6 cái. Có chén siêu mỹ không em? Em có đĩa ấy, chứ chén cơm hình như chưa có. 60.000 một cái mã 60 này. Tiếp theo là một cái đĩa men lam, men xưa. Đường kích thước của cái đĩa này là kích thước của nó là 18 cm nha mọi người. Rồi cái này em bán với giá là 35.000 một cái. Mọi người lấy thì comment cho má 356 này. 35.000 một cái má 356 này. 60 cho chị Sophia. Chị Sophia lấy mấy cái? Cho chị Sophia. Em có một cái tổng rót này. Kích thước của nó là 12, chiều ngang của nó là 8 cm nha. Hoặc tiết như thế này. Nhìn xinh xinh. Qua. Wow. Rồi cái này em bán với giá là 80.000, mọi người lấy đi comment cho má 80 này. Rót nha. Cái rót. 80.000 má 80. Tiếp tục là một cặp chén cơm phu thê hoa như thế này. Cái to đường kính của nó là 11,5 cm, chiều cao của nó là 5,5 cm nha. Cái này nhỏ hơn. Đường kính của nó là 10 cm, chiều cao là 6 cm nha. Mới nguyên tem luôn nha mọi người. Rồi. Cái phu thê này em bán với giá là 120.000, mọi người lấy đi comment cho em mã 126 nha. 120.000 nha. Cái này là dáng giống dáng chén cơm Việt Nam nha. Thành nó rất là dày. 120.000 nó 126 này. Tiếp tục với một cái thố. Đường kính của nó là 11 cm, chiều cao là 5 nha. Hoa tím. Mấy này là giấy thôi nha mọi người, giấy dính thôi. Rồi 25.000 một cái, mọi người lấy thì comment cho mã 252 này. Yes. Hoa văn xanh vàng trên hộp giấy xanh. Ok, 252. Quế thố ngũ sắc. Đường kính của cái này là 25 cm nha. Mọi người nhìn đi. Đúng 1 giờ. Và 11 giờ. Vệ vàng nha. Mọi người nhìn hoa tiết của nó đi. Xuất sắc con 37 luôn. Nhưng mà tiếc là nó bị mẻ một miếng rồi. Nó bị mẻ trong này nha mọi người. Nó nhìn không thấy luôn á. Không nhìn kỹ là không thấy luôn á. Chắc lấy về không nhìn kỹ. Nhưng mà về nhà mới biết là nó bị mẻ. Trong này nha. Mẻ miếng nhỏ thôi nha mọi người. Rồi em bán xeo cái này với giá là 150.000. Mọi người lấy thì comment cho em á 150 nha. Bình thường chắc phải 300-400.000 ấy.
Mẹ nhìn nhìn không thấy luôn nha mọi người, nó mẻ phía trong ấy. Mọi người thấy không nhỉ? Đây đây, đây này. Nó mẻ phía trong, bên ngoài nhìn không để ý đâu, không thấy đâu. Má 150 nha mọi người. Rồi em có cái nguyên hộp tiếp theo nữa. Một cái ly và một cái chén cơm nha. Màu hồng hồng ấy. Mẹ nhưng mà nó nhỏ lắm không nhìn thấy đâu gì ạ. Đường kính của nó là 12 cm, chiều cao là 6 cm nha. Cái ly này đường kính là 7 cm, chiều cao là 8 cm. Rồi cái này em bán với giá là 100.000 cả hộp nha. Hộp 2 cái nha. Mọi người lấy thì comment cho má 100 này. 100.000 hộp 2 cái má 100. Nguyên hộp mới nha. Tiếp theo em có một cái hộp 5 cái chén ở cái ly uống rượu vang. Đường kính của nó là 5,5 cm, chiều cao là 14 cm nha. 5 cái mới nguyên hộp nha. Hộp này em bán với giá là 150.000 nha mọi người. Nguyên hộp mới nguyên nha. 150.000 mọi người lấy thì comment cho má 156 nha mọi người. 150.000 má 156 này. Đấy. 5 cái như thế nha. Mọi người cần thích gì trên bàn thì comment em lên cho nha mọi người. Em lên một cái ly cũng nguyên hộp luôn. Đường kính của nó là 7-8 cm, chiều cao của nó là 8 cm luôn. Rồi hộp này em bán với giá là 40.000 nha. Mọi người lấy thì comment cho má 40. 40.000 má 40 nha. Tiếp tục em có một cái tô nha. Đường kính của cái tô này là 18 cm, chiều cao là 6,5 cm. Đây tô. Rồi em sale tô này với giá là 40.000 nha. Mọi người lấy comment cho em má 401 này. 40.000 má 401. Đấy. Good night. 40.000 má 401. Em có 4 set như thế này nha mọi người. Nó là một cái thố như thế này và cái nắp. 4 set như thế, chắc là chồng lên nhau được. Kiểu nó như thế nha mọi người. Chồng lên. Đường kính của nó là 11,5 cm, chiều cao cả thố là 5 cm nha. Đây. Và tiết vẻ vàng mới nguyên chắc nét nha mọi người. Nhìn cái đấy là biết mới nguyên rồi. Đấy. Có chuyện. Rồi một thố như thế này gồm một cái này và một cái nắp. Em bán với giá là 80.000. Mọi người lấy thì comment cho em mã 80 kèm theo số lượng nha. Em có 4 cái nha. Em có 4 set như thế. Thôi em 80.000. Mã 80 kèm theo số lượng cho em. Em có 4 set nha. Mới nguyên hộp nhưng mà hộp thì lại không còn mới nguyên nữa. Rồi em lên cái này. Đường kính của nó là 13,5 cm, chiều cao của nó là 6 cm. Mọi người đang xem cho em xin một lượt chấm nha, hoặc là một lượt chia sẻ nha. Rồi cái này em bán với giá là 30.000 nha mọi người. Mọi người lấy thì comment cho má 303 nha. 30.000 là 303 nha. Rồi mọi người comment cho em buổi chiều vui vẻ nha. Em tặng cho mọi người cả hai cái này luôn. Buổi chiều vui vẻ. Chia sẻ nha mọi người, chia sẻ comment cho em buổi chiều vui vẻ nha. Tặng cho mọi người hai cái này. 82 set cho chị Sophia. Em lên cái này. Kutani.
Đường kính của nó là 13,5cm nha. Hoa tiết khác nhau nha mọi người, hai cái hai hoa. Em bán nguyên luôn. Rồi. Nguyên cặp này là giá là 50.000 nha mọi người, lấy đi comment cho mát 509 nha mọi người. 509 này. Đấy. Xinh chưa? Đấy, rất là sắc nét nha. Có nhiều cái rồi mình trang trí dán lên tường á, nó rất là độc đáo. Một cái tô men tiêu có con gì em không hình dung ra con gì hết à. Đường kính của tô này là 19cm, chiều cao là 6cm. Cái này dùng để ăn ramen nha. Rồi cái này em bán với giá là 45.000 một cái, mọi người lấy thì comment cho mã 450 nha, mới nha. 45.000 mã 450. Mọi người thích gì comment cho em kiếm em lên cho nhà. Không những trên bàn mà mọi người cần tìm cái gì ấy, em cũng kiếm nha. Mọi người comment em kiếm cho nha. Thứ mọi người cần và thích, không cần là phải có trên bàn đâu. Thích gì gu thế nào báo cho em lên cho. Rồi em tiếp tục nha. Tiếp tục em lên tủ. Rồi em lên hai cái đĩa như thế này. Nhìn thì màu trắng nhưng thật ra nó có vẻ cây nha, vẻ trái nha mọi người. Nhìn nó vẻ kìa. Nó in nổi ấy. Siêu luôn, siêu xinh xó. Rồi đường kính của cái này là 20cm nha, em có hai cái nha. Một cái em bán với giá là 40.000, mọi người lấy đi comment cho mình 40. 40.000 một cái, mã 40 kèm theo số lượng cho em nha. Em có hai cái. 40. Chú tiểu. Em có nhiều chú tiểu lắm. Rồi em tiếp tục với một cái đĩa. Ôi xinh chưa mọi người, nhìn hoa này. Hoa siêu sang luôn ấy. Đấy. Vẻ đẹp quá. Kiểu nữ tính. Đường kính của nó là 26,5cm. Cái này em bán giá là 70.000 một cái nha. Mọi người lấy đi comment cho em mã 70 nha. 70.000 một cái nha mọi người, mã 70. Nhìn nó rất là nổi tiếng, dịu dàng. Cánh cơm chú tiểu chưa có chị ạ. Đường kính của cái này là 16cm, chiều cao của nó là 3cm này. Đây là cái sâu lòng. Cái này giá là 20.000, mọi người lấy thì comment cho mã 202 nha. Em có 3 cái nha. 20.000 một cái, mã 202. Có 3 cái. Đây. Đường kính của cái đĩa này là 23cm. Coca-Cola. Hình chú thỏ. Rồi một cái em bán với giá là 45.000 nha. Mọi người lấy thì comment cho mã 459 nha. 45.000 cái đĩa này, mọi người lấy thì comment cho mã 459 này. Em có cái đĩa hoa. Này là đĩa men sứ đá Stoneware. Đường kính của cái này là 27cm nha. Hoa nha mọi người. 27cm. Stoneware. Em bán với giá là 70.000 một cái, mọi người lấy thì comment cho mã 77 707 nha.
Bảy 459 cho chị Sophia, cái này 707 này. Cái này trắng to nữa. Hình cà rốt, hình củ cải nha. Đường kính của cái đèn này là 30cm luôn ý. Đây, rồi tiền đỏ nha. Lên giới. To là cái này em bán với giá là 90.000 nha mọi người lấy. Thôi sale. Thôi sale còn 70 thôi mọi người lấy nhanh nha. Cho nó đi nha. 70 nha, này là sale lắm luôn ý. Sale nửa giá luôn ý, 70.000 nha. Má 70 nha mọi người. Buổi chiều vui vẻ nha mọi người. Rồi mọi người cần gì comment đi mọi người, em lên cho. Xin đừng lặng im đến thế. Ai cần nồi nấu phô mai không mọi người? Buổi chiều vui vẻ. Ai cần nấu nồi nấu phô mai không? Em lên nồi nấu phô mai cho mọi người. Sao thế, nó bị lag hay sao ấy? Này giờ không thấy luôn ấy. Cái nồi to bao nhiêu em? Cái nồi to bao nhiêu em? Nồi to nha mọi người. Nồi này kích thước của nó là 28cm. Nó hơi cũ ấy. Nó qua dùng rồi nha mọi người. Phía dưới này, bên trong này, nó hơi cũ. Em sale giá rẻ cho, nhưng mà cái nắp nó đẹp ấy. Đây. Nồi to nha. Đường kính của nó là 28cm, chiều cao của nó là, chiều cao chưa tính nắp của nó là 10cm. Em sale cái này 250.000 nha mọi người. Mọi người lấy thì comment cho má 256 nha. 250.000 má 256 này. Thì mai cần đường kính bao nhiêu gì, có gì em nhắn tin cho. Xem bồi gì trong hộp. Nên là thổ nắp nha mọi người. Đấy, như thế. Em có set 5 như cái nguyên hộp mới tinh. Đường kính của nó là 9cm, chiều cao của nó là 8cm nha, chưa tính nắp nha. Ngủ sắc nha, như vậy rất là đẹp luôn ấy. Rồi, em bán nguyên hộp trước nha mọi người. Nếu em bán nguyên hộp giá là 300.000, mọi người lấy thì comment cho má 300 nha, 300.000 cả 3 cái nha. À, cả 5 cái nha, mọi người lấy thì comment cho má 300 nha mọi người. Đấy, nguyên hộp này 300.000, má 300. Một cái điểm mộc Chino. Đường kính của nó là 17cm nha, điểm vuông. Rồi cái này em bán với giá là 60.000 nha, mọi người lấy thì comment cho má 606 nha. 60.000 mã 606 cái Chino này. Tìm cho chị một cái chén cơm men lam cho đủ. Ủa có gì ML giao hàng cho chị. Một cái chén cơm men lam cho đủ.
hai cái bá sen. Cái nghe. Rồi em lên hai cái chú tiểu này nha. Này là ly có nắp ấy. Đây, nó như thế. Rồi, cái nắp này không phải. Đường kính của nó là 8,5 cm, chiều cao của nó là 7 cm, chưa tới mắt thôi. Rồi một set thế này em bán với giá là 40.000 thôi. Mọi người lấy thì comment cho em mã 40 nha. Em có 2 set nha. 40.000 mã 40 này. 40.000 mã 40 nha. 40. Một cái chén chú tiểu nha mọi người. Đường kính của cái này là 10 cm, chiều cao của nó là 5,5 cm nha, chú tiểu này. Rồi một cái như thế này em bán với giá là 30.000, mọi người lấy thì comment cho mã 30 nha. 30.000 mã 30. Rồi em tiếp tục nha mọi người, em có một cái tô men lam như thế này. Đường kính của cái tô này là 17 cm, chiều cao của nó là 5,5 cm nha. Tô này em bán với giá là 60.000 một cái, mọi người lấy đi comment cho mã 602 nha. Tô men lam mới nguyên nha mọi người, 602, à mẻ rồi treo còn 40.000 nha. 40.000 thôi. Rồi hai cái này. Hai cái bình. Bình nhỏ nhỏ như thế. Kích thước của nó là 10 cm nha mọi người. Bình men lam 20.000 một cái, mọi người lấy comment cho mã 20 này. 20.000 một cái, mã 20. 20 em có hai cái. Chị Trần Song ơi, nó bị mẻ phía dưới, em chưa còn 40. Nếu mà chị lấy thì ok, nhắn ok nha. Tiếp tục em có một cái đi mèo chuột Nico, đường kính của nó là 16 cm nha. Mèo chuột này 20 cho anh Tuấn. Giá là 23.000, mọi người lấy thì comment cho mã 23 nha. 23.000 mã 23 này. Tiếp tục với một cái gốm mộc. Đường kính của nó là mẹ có xíu à. Này chị ơi, ở phía dưới chân nó bị lổ men luôn, nhưng không phải mẻ đâu, nhìn không thấy luôn ý. Không ảnh hưởng gì hết à. Cái này là chén tô nhựa nha. Đường kính của nó là 15,5 cm, chiều cao là 6,5 cm. Rồi cái này em bán với giá là 40.000, sale còn 35. Mọi người lấy thì comment cho mã 359 nha. Cái đĩa to chứ tiểu. Đường kính của nó là 23,5 cm nha. Này mình trưng lên nha mọi người, trưng lên rất là xinh. Chú tiểu có rất là nhiều loài luôn ấy, mình làm nguyên bộ sưu tập. Giá là 50.000 một cái, mọi người lấy thì comment cho mã 505 này. 50.000 một cái, mã 505 này. Rồi tiếp tục chú tiểu nữa. Hoa tiết nó vẻ nhiều hơn ý. Đường kính của nó là 18,5 cm. Thế em bán với giá là 30.000, mọi người lấy thì comment mã 300 này.
30.000 má nó 3050. 505 cho anh Tuấn. 30.000 à. Nó là bị nick nữa rồi. Ai ai mà comment 3000 thì em tặng cho mọi người luôn nhá. Rồi, anh Tuấn ơi, cái 30 ấy nó bị nứt, em tặng anh nhá, anh lấy nhá. Đường kính của cái này là 15,5cm nha, em có 3 cái nha mọi người. Rồi em bán với giá là 20.000 một cái, mọi người lấy thì comment cho mã 209 này. 20.000 một cái, mã 209 em có 3 cái này. Em mỏi quá em ngồi xuống. Dơ này, 209 nha mọi người. Rồi em tiếp tục nha. Một set 4 cái tô nhỏ như thế này mình đựng canh nha. Mỗi người một tô, đường kính của nó là 13cm, chiều cao của nó là 5cm. Một cái em bán với giá là 20.000, mọi người lấy thì comment cho mã 200 và số lượng em có 4 cái nhá. Quần đây, trên phía dưới 200, hóa tiết xinh xinh dễ thương ấy. Cho em bé. Nốt nhạc này. 200 em có 4 cái nha mọi người. Rồi em lên hai cái tô, hai cái đĩa sâu lòng như thế này, chân cao. Đường kính của cái tô này là 21cm, chiều cao của nó là 5,5cm nha. Đấy. Rồng nha mọi người, rồng hoa tiết. Uy nghiêm. Em có hai cái. Bên dưới nó hơi dơ, dùng baking soda chùi nó sẽ trắng ấy. Rồi một cái em bán với giá là 60.000, mọi người lấy thì comment cho em mã 60 kèm theo số lượng này. 60.000 một cái. Em có hai cái. Mọi người kèm 60 và số lượng nhé. Đây mọi người, đây có nắp đây. 40k này. Mới nguyên em không khui ra nhé nha. Mã 40 này. Rồi em có 4 set có nắp như thế này. Ôi chưa, mọi người thấy chưa? Vẻ vàng ấy, chị Trưng ơi. Con nít này để đây là đây. Đây mọi người, bộ set như thế này nha. Đường kính của set này là 9cm, chiều cao là 5,5cm nha. Đây mọi người nhìn nó ghê. Đẹp tuyệt vời, men lang cũng đẹp mà màu xanh kết hợp với vẻ vàng cũng đẹp luôn. 60.000 một set, em có 4 set, mọi người lấy thì comment cho mã 60 kèm theo số lượng nha. 35. Anh Tuấn lên 35 cái gì ta? Em quên mất 35 là cái gì rồi. Này là 60.000 một set, em có 4 set nha mọi người. 60. Rồi em tiếp tục nha. Hai cái chén này. Chú Tiểu nữa. 10.000 một cái, hai cái 20.000, mọi người lấy thì comment cho mã 202 nha. 202 cả hai cái này. Xinh xinh như thế. Đường kính của nó là 7,5cm, chiều cao là 4cm. 202 cả hai cái nha. Nè, xinh xinh. Tiếp tục là một loạt bốn bọc này. Nên dùng làm chén chấm ấy. Đường kính của cái này là 12cm nha. Nó bé bé ra nha. Giá là 20.000, mọi người lấy đi comment cho mã 209 nha. 202 cho chị Trần Trong. Trần Trong 209 nè. Một cái thố bằng nhôm nha mọi người. 209 cho chị Cinnamon Trần. Và tiết Noel Giáng sinh.
Em bán với giá là 30.000 nha. Mọi người lấy đi comment cho em 303 nha. Đừng kèo nha. 303 30.000 mã 303. 209 cho cái cinnamon trần. Rồi tiếp tục cái này đường kính là 17 cm, chiều cao của nó là 5 cm nha. Đấy, nó như thế. Rồi cái này em bán với giá là 35.000. Mọi người lấy thì comment cho mã 35 này. Nó men men đá đúng, men kiểu men gì mà nó rân rân lên. Em tiếp tục. Rồi cái này em bán với giá là đường kính của nó là 20 cm, chiều cao là 4 cm. Cái này giá là 35.000 một cái. Mọi người lấy thì comment cho má 355 355 nhé. Cái này là 355 này. Rồi một cái điểm mộc to, nó dày, nó trơn trùi. Rồi đường kính của cái này là 22 cm. Giá là 60.000 cái điện này nha. Mọi người comment cho mã 603 nha. 60.000 mã 603 mọi người nha. Mới mới này, tinh tinh này. Rồi em lên cái chén cơm siêu phẩm nè. Chị mọi người. Đấy. Mọi người thấy chưa? Chén cơm xinh quá trời xinh luôn. Đường kính của cái này là 12 cm, chiều cao là 5 cm nha. Rồi em bán cái này với giá là 50.000. Mọi người lấy thôi, 40.000 thôi. Mọi người lấy thì comment cho mã 402. Đẹp quá. 40.000 mã 402 nha. Mịn màng. Rồi chén chấm xinh xinh tiếp tục. Đường kính của cái này là 8 cm, chiều cao là 4 cm. 10.000 một cái luôn, 3 cái 30.000. Comment cho em mã 10 kèm số lượng cho em nha. 10.000 một cái, mã 10. Hai cái chén nhỏ nhỏ tiếp tục nhé. Đường kính là 8 cm, chiều cao là 4 cm. Rồi 15.000 một cái nha. 152 nha, em có hai cái nha. Đưa đủ nha. Rồi một cái như thế này. Đấy. Thế bị mẻ rồi. Đường kính của cái này là 12 cm, chiều cao là 6 cm. Một cái em bán với giá là 30.000 nha. Mọi người lấy thì comment cho má 30 nha. Mọi người ơi, xin đừng lặng im như thế. Mọi người comment gì đây? Nói quá. Rồi 30 cho anh Xuân Trường. Rồi em có 3 lít để sâu lòng như thế này. Đường kính của nó là 14 cm, chiều cao là 3 cm. Có gì ăn? Rồi em bán với giá là 18.000 một cái nha. Mọi người lấy thì comment cho má 180 nha. Em có 3 cái nha mọi người. 18.000 một cái, má 180, em có 3 cái. Chốt cho anh Sơn Trường. Em có 3 cái điểm ba điểm cò như thế này. Đường kính của nó là 20 cm nha. 30 có một cái thôi anh ạ. Rồi 35.000 một cái nha. Rẻ lắm luôn ấy. Em bán rẻ cho nó đi nhanh. 35.000 một cái. Em có 3 cái nha. Mọi người lấy đi comment cho má 35 nha. Kèm theo số lượng phía sau nha. 35. Em có 3 cái nha. Một chút men xà cừ, con cò vẻ vàng.
Rồi em có một cái đĩa vuông màu xanh. Kích thước của nó là 12 cm nha. Giá là 20.000 một cái nha. Xanh ngọc men ràn nha mọi người. 20.000 một cái. Mọi người lấy thì comment cho má 20 luôn. Cho nó nhanh gọn lẹ luôn đi. Rồi em có 6 cái ly uống rượu như thế này này. Ít khi có nhiều cái kiểu ly thế này. Đường kính của nó là 4 cm, chiều cao là 4 nha, nhỏ nhỏ mình uống rượu xinh xinh. 10.000 một cái nha, mọi người lấy thì comment cho má 10 kèm số lượng, em có 6 cái. 10.000 một cái, em có 6 cái nha mọi người. Rồi em lên một cái thủy tinh này. Này là thủy tinh nguyên hộp, nó có nắp để đồ ăn trong tủ lạnh ấy mọi người. Mới nguyên. Đường kính của cái này là 10 cm, chiều cao của nó là 5 cm. Rồi cái này em bán với giá là 30.000, mọi người lấy comment cho má 303 này. 30.000 má 303 nha. Lấy không được. Rồi cái đĩa hộp xoài siêu xịn sò, mọi người nhìn lớp men của nó đi. Để nguyên con gà hay là con cá hay là con heo con cũng được nha mọi người. Kích thước của nó là 36 cm, chiều ngang của nó là 26 cm. Rồi đĩa này em bán với giá là 150.000. Mọi người hãy comment cho em mã 150. 150.000, 150.000, 150 nha. Đấy, siêu xịn sò, bên dưới có chuyên săn gâu. 150.000, 150. Đấy. Cái điện này men ràn nhiều quá. Kích thước của cái này là 26 cm, chiều ngang là 17 cm. Nó bị lên mà nó men nó bị ràn rồi. Mọi người nhìn men nó ràn ràn một chút, mình đổ dùng để đồ khô á, kẹo bánh các thứ cũng không sao hết à. Đấy, mới nguyên hộp mà bị ràn do thời gian. Em sale còn 30 thôi, mọi người lấy thì comment cho má 303 này. 30.000 má 303 này. Này nó men nó cũng hơi ổ ổ à, mọi người comment mưa hồng đi, em tặng cái này bạn. Hơi ổ ổ chút men nhưng mà không sao hết à. Còn mới. Rồi cái này. Đường kính của cái này là 22 cm, chiều cao của nó là 6 cm nhá. Đấy. Có mẫu này. Giá là 30.000 cái này, mọi người lấy thì comment cho má 309 này. Mưa hồng. Rồi mưa hồng cho em xem sửa. Không xấu chẳng lẽ đẹp. Rồi là một cái nguyên hộp mới nguyên nữa, Meka nha. Hộp Meka có nắp. Hộp Meka có nắp này. Hoa này. Mới nguyên nha mọi người, khỏi phải lo nha. Đường kính của cái này là 11 cm, chiều cao là 7 cm, chưa tính nắp nha mọi người. Em có nguyên hộp 5 cái. Em bán với giá là 150.000 năm cái, rẻ bèo lắm ấy. Có nắp luôn ấy mà 150.000 năm cái, mọi người lấy thì comment cho má 150 nha. Nguyên hộp mà có 150.000. Rẻ hơn cả bèo luôn. Có cái này. Đường kính của nó là 13 cm, chiều cao của nó là 4 cm. Rồi cái này em bán với giá là 18.000, mọi người lấy thì comment cho má 186 này. 18.000 má 186.
tiếp tục với bốn cái điểm men xưa nha. Men xưa nên là mấy cái mà răn răn mẻ mẻ nó càng thêm đẹp ấy, chứ nó không phải là ấy đâu em mọi người. Đường kính của nó là 15 cm, chiều cao là 4 cm nha. Răn răn dấu tích của xưa. Rồi hai cái này mới hơn em bán giá khác này. Rồi hai cái này em bán với giá là 50.000 một cái này. Mấy cái này thì nó là lồi lò rồi nha, 50.000 một cái nha, mọi người lấy đi comment mã 50 nha. Rồi còn cái này thì nó hơi răn bên dưới, nó hơi răn răn nhiều. Cái này bị mẻ chút, em sale còn 35.000 một cái, mọi người lấy đi comment cho mã 35 này. Cái này là 50, cái này 35 nha. Thôi em nghỉ like chút nha, tí 4 giờ em like nha mọi người. Mọi người nghỉ ngơi tí 4 giờ em like nha.